Hôm nay là kỷ niệm 100 ngày yêu nhau của thiếu gia tài phiệt và bạn gái. Anh ấy tùy tiện tặng cho cô bạn gái một sợi dây chuyền. Chính vào lúc cô gái đang chìm đắm trong sự vui vẻ khi nhận được quà, anh bạn trai tài phiệt liền lạnh lùng mà nói rằng đây là quà mừng chia tay. Sau đó anh ấy liền lái xe rời đi. Lúc này một cô bé vì để bảo vệ một chú mèo mà trực tiếp xông ra giữa đường. Mẹ của cô bé nhìn thấy vậy thì lập tức xông tới chặn chiếc xe mà ôm lấy con gái vào lòng. Mặc dù chiếc xe chưa đâm vào cô ấy nhưng cô gái liền ngất lịm đi. Ji-hun nghĩ rằng bản thân mình lại gặp phải một tập đoàn ăn vạ rồi. Thêm vào đó là những lời chỉ trích của mọi người bên cạnh. Không còn cách nào khác, Ji-hun chỉ đành đưa hai mẹ con cô ấy vào trong bệnh viện. Mà việc đầu tiên sau khi Hye-su tỉnh lại là kiểm tra xem con gái có bị thương hay không, sau đó chuẩn bị rút kim truyền nước ra để rời đi. Thế nhưng Ji-hun lại nhất quyết bắt bác sĩ kiểm tra toàn diện cho cô ấy, để tránh trường hợp sau này cô ấy sẽ giáng họa cho mình. Sau khi hoàn thành xong loạt thủ tục kia, lúc Ji-hun chuẩn bị rời đi, không ngờ rằng hai mẹ con họ lại đuổi theo anh. Ji-hun hiểu nhầm rằng cô gái này chắc chắn là muốn ăn vạ mình, lập tức yêu cầu cô cùng con gái mau chóng xuống xe, sau đó lấy hết số tiền mặt có trong người đưa cho Hye-su và cảnh cáo cô ấy rằng sau này không được dính líu tới bản thân mình nữa. Hơn nữa còn chế giễu cô lợi dụng trẻ em để kiếm tiền. Sau đó anh liền lái xe rời khỏi đó, để cô ấy ở lại với gương mặt vô cùng hoang mang. Cô gái này tên là Hye-su là một người mẹ đơn thân, một mình phải gánh trên lưng khoản nợ khổng lồ mà người chồng đã mất để lại. Không còn cách nào khác nên cô cứ phải đưa theo con gái đến hết nơi này đến nơi khác để tránh nợ. Vừa rồi cũng là vì để trốn sự truy đuổi của bọn cho vay nặng lãi. Không còn cách nào khác nên cô mới phải chạy lên xe của Ji-hun. Buổi tối về tới nhà, Hye-su lại bắt đầu dọn dẹp đồ đạc để chuyển nhà đến nơi khác. Cùng lúc đó, Ji-hun nhận được một cuộc điện thoại, nhận được tin mẹ mình hôn mê phải nhập viện. Hóa ra mẹ của anh ấy đang mắc một căn bệnh nặng, trước mắt chỉ có ghép gan mới có thể cứu sống được mẹ anh. Hôm nay sau khi Hye-su về nhà liền bị đám cho vay kia chặn lại. Hắn uy hiếp cô mau chóng giao tiền ra nếu không sẽ cho cô biết tay. Trước khi đi hắn còn đạp hỏng chiếc xe đạp mà con gái của Hye-su yêu thích. Hôm nay khi tan làm trở về nhà, Hye-su đưa theo con gái trở về nhà thì liền nhìn thấy tên cho vay nặng lãi đang đứng chờ trước cửa nhà mình. Thế là cô lập tức dắt theo con gái bỏ chạy, cho đến tận khi trời tối họ vẫn không dám về nhà. Không còn cách nào khác, cô chỉ đành đưa con gái đến nhà hàng nơi mà cô làm việc để qua đêm ở đó. Đợi đến khi con gái đã say giấc, Hye-su tính sẽ đi tìm giám đốc để nói rõ tình hình của mình. Vừa đi ra khỏi cửa, Hye-su liền nhìn thấy người đàn ông sáng hôm trước lái xe đụng chúng mình. Cô vội vàng đuổi theo anh ấy để trả lại số tiền mà anh ta đã đưa cho mình. Không ngờ lại nghe được bí mật của anh ấy, người đàn ông muốn hiến gan để cứu lấy người mẹ đang mắc bệnh của mình. Thế nhưng vì nhóm máu của bản thân không phù hợp nên đã thất bại, cho nên anh ta mới tìm đến chỗ giám đốc nhà hàng này, nhờ ông ấy tìm một cô gái tình nguyện bán gan rồi để cô ta kết hôn giả với mình, sau đó dùng danh nghĩa của người nhà để hiến tặng gan. Cho dù phải bỏ ra bao nhiêu tiền thì anh ấy cũng đồng ý. Mà Hye-su, người đang bị siết nợ đến đường cùng, nghe thấy số tiền lớn như vậy thì lập tức rung động, không cẩn thận mà phát ra tiếng động. Anh lập tức đuổi theo cô, không ngờ rằng người nghe lén lại là cô gái mà mình đụng trúng sáng nay. Chính vào lúc anh đang chuẩn bị dạy dỗ cho cô một trận, Hye-su bỗng nhiên lên tiếng, kết hôn với tôi đi, tôi sẽ gả cho anh. Ji-hun bị câu nói của cô gái trước mặt làm cho hoang mang. Giây tiếp theo giám đốc cũng đã chạy tới, vừa nhìn liền nhận ra Hye-su chính là nhân viên mới của nhà hàng họ. Sau khi Hye-su biết được người đàn ông trước mặt mình chính là ông chủ của nhà hàng này thì lập tức cõng theo con gái rời khỏi đó. Ngày hôm sau, Ji-hun tìm tới chỗ giám đốc Park, bảo ông ấy mau chóng tìm ra đối tượng kết hôn giả với mình. Hye-su ngày đầu tiên đi làm đã nhận được sự công nhận của đầu bếp chính. Cô vốn cứ nghĩ rằng lần này bản thân sẽ có được một công việc ổn định. Ai biết được đám côn đồ kia lại trực tiếp tìm đến tận nhà hàng. Chúng không chỉ trực tiếp đẩy ngã Hye-su xuống đất, mà còn động tay động chân ngay trong nhà hàng. Cuối cùng là đầu bếp đã xuất hiện để dẹp loạn lũ xã hội đen kia. Hye-su vì không muốn liên lụy đến mọi người nên đã chủ động xin nghỉ việc. Trước khi đi, cô ấy còn đưa số tiền bồi thường lúc trước trả lại cho Ji-hun không thiếu một đồng. Hoàn cảnh hiện tại của cô không nên trả lại tiền, tôi biết, nhưng chuyện gì phải ra chuyện đó, tôi xin phép ạ. Mà Ji-hun cũng bắt đầu có cái nhìn khác về người phụ nữ này. Tiếp đó, giám đốc Park giới thiệu đối tượng để kết hôn giả cho Ji-hun. Bộ áo choàng màu hồng phấn cùng phấn má đỏ như đít khỉ của cô gái trước mặt khiến Ji-hun cảm thấy bản thân mình như một kẻ ngốc vậy. Vừa nghe thấy tuổi của cô gái ấy, giám đốc Park suýt chút nữa thì ngất. Cô gái này đã 46 tuổi rồi, thiếu chút nữa là có thể làm mẹ của Ji-hun rồi. Đến tận khi ra đến ngoài rồi, Ji-hun vẫn không nhịn cười được. Bên trung gian giới thiệu người này thật là không thể tin tưởng được mà. Bác sĩ làm sao có thể tin được hai người họ là vợ chồng được cơ chứ? Tới tối khi Ji-hun đang sầu não ngồi trong quán bar thì bỗng lấy ra được từ trong túi số tiền mà Hye-su trả lại cho anh. Nhớ lại lúc Hye-su nói đồng ý sẽ gả cho anh, mà không biết rằng Hye-su lúc này sắp phải trở thành kẻ lang thang không nhà rồi. Vì để trả nợ mà mấy tháng này Hye-su đã không có tiền để trả tiền nhà rồi. Thuận tiện cô tới nhà của người cho thuê nhà tốt bụng để đón con gái về. Thế nhưng khi bà ấy đi vào trong thì lại phát hiện không thấy cô bé đâu hết. Hye-su như phát điên chạy đến từng nhà một để tìm con gái. Giây tiếp theo, Eun Se-ong bê một chiếc bánh choco pie ra, bên trên còn để một tờ giấy hình cây nến. Hóa ra Eun Se-ong muốn chúc mừng mẹ tìm được công việc mới. Chỉ là một chiếc bánh choco pie thôi nhưng Eun Se-ong vẫn muốn mẹ ăn trước. Không thể không nói cô bé này thật sự hiểu chuyện quá đi. Nhưng con gái càng hiểu chuyện thì Hye-su càng cảm thấy đau lòng. Một đêm không ngủ, Ji-hun cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Anh ấy dựa vào địa chỉ trên lý lịch của Hye-su mà lái xe tới nơi mà cô sinh sống. Bà lão cho thuê nhà tưởng rằng anh lại là đám cho vay nặng lãi tới đòi nợ,
Tức tối mà thay Hye-su đuổi anh đi, chưa đi được bao xa, Ji-hun liền nhìn thấy Hye-su đang đi làm thêm. Cô ấy đang chăm chú nhìn vào một tờ quảng cáo tuyển các cô gái tới rót rượu cho các quán bar. Số tiền thù lao lên tới 10 triệu won đã thành công thu hút được cô ấy. Vừa quay lại thì nhìn thấy Ji-hun khiến Hye-su bị dọa cho mất hồn. Ji-hun không nói nhiều lời trực tiếp lôi cô tới nhà hàng để thương lượng chuyện kết hôn giả và nói rõ rằng chuyện này sẽ có những nguy hiểm nhất định. Một khi bị người khác tố cáo thì họ sẽ phải đi tù. Ji-hun đề nghị để Hye-su và mẹ làm kiểm tra nhóm máu trước. Không ngờ rằng Hye-su lại nói muốn có thời gian để suy nghĩ. Mà người lắm tiền nhiều của như Ji-hun căn bản là không hiểu được sự tôn trọng người khác. Anh ấy nghĩ rằng Hye-su đang do dự là vì muốn tăng giá tiền. Nhưng thực ra Hye-su do dự là vì nghĩ cho con gái. Đối với sự ác ý mà Ji-hun nghĩ về mình khiến cô ấy cảm thấy vô cùng khó chịu. Mặc dù bản thân cô nghèo thật nhưng cũng có lòng tự trọng. Cuối cùng cô đã từ chối yêu cầu của Ji-hun rồi tức tối mà rời đi. Hye-su tiếp tục sống những ngày tháng làm đủ loại việc làm. Đám đòi nợ thỉnh thoảng vẫn tới để làm phiền cô. Thậm chí đến ông trời cũng bắt đầu trêu đùa với số phận của cô. Kết quả kiểm tra của lần tai nạn trước đó cho thấy Hye-su đang mắc căn bệnh u não. Biết được sau khi làm phẫu thuật thì tỷ lệ được sống cũng rất thấp. Hye-su lúc này cảm thấy cả bầu trời như sụp xuống trước mắt mình. Cô ấy nhìn thấy đứa bé ở bên cạnh ngã xuống đất, khiến cô cũng như chôn chân ở đó. Ji-hun cố gắng liên lạc với Hye-su nhưng đều bị cô từ chối. Chính vào lúc anh đang vô cùng tức tối, bệnh viện gọi tới mà nói rằng bệnh tình của mẹ anh đang trở nên nghiêm trọng hơn. Chính vào lúc Ji-hun không biết nên phải làm sao, Hye-su lại chủ động tìm đến anh. Người mẹ đơn thân Hye-su sau khi biết được bản thân mình bị u não, vì có thể để lại số tiền lớn cho con gái, cô ấy quyết định đồng ý kết hôn giả với Ji-hun, rồi hiến gan cho mẹ anh ta. Ji-hun cũng đồng ý với Hye-su bỏ ra số thù lao lớn đủ để nuôi dưỡng con gái cô trưởng thành. Sau đó, việc đầu tiên đó là đưa cô ấy đi làm xét nghiệm mức độ phù hợp. Lúc này cô y tá bên cạnh hỏi Hye-su có quan hệ gì với bệnh nhân. Ji-hun vội vàng giải thích rằng Hye-su là vợ của mình. Hôm nay Hye-su tìm tới chỗ bác sĩ điều trị của mình, nói rằng mình muốn lùi lại thời gian điều trị u não vài tháng, bởi vì bản thân cô hiện tại không thể gánh vác nổi số tiền điều trị lớn như vậy. Thực ra Hye-su đang lo lắng phía điều trị sẽ nghi ngờ việc bản thân mình đi hiến gan. Tới tối Ji-hun hẹn Hye-su ra gặp mặt đưa cho cô một số tiền đặt cọc, số còn lại sẽ đưa cho cô sau khi phẫu thuật hoàn thành. Và kết quả kiểm nghiệm cho thấy hai người họ hoàn toàn phù hợp, nhưng Hye-su lại đang lo lắng về căn bệnh u não của mình. Sao vậy? Có vấn đề gì sao? Không sao, không có gì. Quá tốt rồi, nhưng vì tương lai của con gái, cô ấy chỉ có thể giấu kín sự thật này, mà đã diễn thì phải diễn cho đến nơi đến chốn. Vì để vở kịch thêm hoàn hảo, Ji-hun đưa Hye-su đi chụp ảnh cưới, thậm chí còn đưa Hye-su quay về nhà hàng làm việc. Rất nhanh, giám đốc đã đưa tài liệu hoàn chỉnh về Ji-hun cho Hye-su, rồi dặn dò cô ấy nhớ phải học thuộc hết mới được. Mà Ji-hun vô tình đi qua đó thì phát hiện Hye-su đang cầm tư liệu của mình, rồi không ngừng chụp ảnh lại, thậm chí còn quang minh chính đại mà xem trước mặt đồng nghiệp. Ji-hun không ngừng cảm thán, cô gái này thực sự ngốc nghếch quá đi mất. Sau đó anh đuổi các nhân viên khác ra rồi gọi Hye-su lại. Hye-su lúc này vẫn ngỡ ngàng mà chạy tới, hỏi tên trường đại học tiếng Anh của Ji-hun là gì. Ji-hun thực sự bị IQ của cô gái này làm cho cạn lời rồi. Sao cô lại đọc cái này trước mặt mọi người cơ chứ? Tôi xin lỗi, trời ạ. Tới tối, Ji-hun gọi Hye-su tới phòng của mình, nhưng lại bị cô lập tức từ chối. Hóa ra Hye-su đã nhìn trúng một góc trong nhà kho có thể nghỉ ngơi, vừa hay có thể giải quyết được vấn đề ngủ nghỉ của cô và con gái. Sau đó hai người họ cùng ngồi xuống để trao đổi thông tin của đối phương. Bọn họ cùng nhau tạo nên câu chuyện tình yêu của riêng mình, sau đó dùng chiếc xe sang trọng của mình để đưa Hye-su về nhà. Rất nhanh mẹ của Ji-hun biết được từ chỗ y tá, con dâu của mình đã đồng ý hiến gan cho mình. Lúc này bà ấy cảm thấy vô cùng thắc mắc, con trai mình kết hôn từ lúc nào vậy chứ? Vừa hay lúc đó giám đốc Park mang hoa tới thăm bà ấy, thế là liền bị mẹ của Ji-hun đặt ra một loạt câu hỏi. Giám đốc Park chỉ đành kể lại câu chuyện yêu đương của hai người họ cho mẹ Ji-hun nghe. Ji-hun đang đau đầu vì chuyện làm thế nào để cho mẹ tin việc mình đã kết hôn, thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng ầm ầm từ bên ngoài. Vừa mở cửa ra liền phát hiện Hye-su và con gái đang nhảy dây ở bên ngoài. Eun Se-ong vốn rất ghét Ji-hun bởi anh từng lái xe đụng trúng mẹ của cô bé. Lúc này Hye-su và người đồng nghiệp tới giúp cô chuyển nhà đi từ phòng ra. Anh ấy ghen tị mà cảnh cáo nhân viên, sau này căn phòng đó chính là nhà của Hye-su, đừng có tự tiện mà đi vào đó. Người đồng nghiệp vừa định giải thích liền bị Hye-su ngăn lại, sợ rằng sẽ lại xảy ra hiểu nhầm không đáng có. Mà Eun Se-ong ở bên cạnh thì đang nghịch nước, không ngờ rằng Eun Se-ong lại trực tiếp hướng vòi nước về phía Ji-hun. Cô bé còn trêu chọc Ji-hun là một ông chú xấu xa làm mặt quỷ rồi chạy mất. Trong bệnh viện mẹ của Ji-hun không tài nào yên tâm nổi, nói dối rằng điện thoại của mình bị hỏng, muốn lấy số điện thoại của con dâu từ chỗ y tá. Vào lúc Hye-su đang đi làm thì nhận được điện thoại của mẹ Ji-hun. Sau khi biết được mẹ chồng giả muốn hẹn mình ra để gặp mặt, Hye-su vô cùng hoang mang. Cô vội vàng gọi điện cho Ji-hun để cầu cứu anh, mà đen đủi thay lúc đó Ji-hun đang có một cuộc họp quan trọng, trực tiếp tắt nguồn điện thoại. Không còn cách nào khác, Hye-su chỉ đành gọi điện nhờ bạn thân tới chăm sóc cho con gái Eun Se-ong, còn mình thì chạy đến chỗ hẹn với mẹ chồng. Ai mà nghĩ được bạn thân vừa bước vào cửa liền phát hiện tấm ảnh cưới của Hye-su và Ji-hun. Eun Se-ong tò mò chạy tới, cô bé vừa nhìn đã nhận ra người trong bức ảnh chính là mẹ của mình và ông chú xấu tính kia. Cô bạn thân chỉ đành nói dối với Eun Se-ong rằng cô bé nhìn nhầm. Hye-su và mẹ của Ji-hun lần đầu gặp mặt, nhưng cô đã bị khí chất của bà ấy làm cho run sợ. Đối mặt với sự truy hỏi của mẹ chồng, Hye-su rất nhanh đã bị dồn vào ngõ cụt.
những câu trả lời đã được chuẩn bị từ trước đó đều đã bị bại lộ. Mẹ của Ji-hun vừa nhìn đã nhận ra hai người họ chính là kết hôn giả, trực tiếp hỏi cô ấy đã nhận được bao nhiêu tiền từ con trai mình. Chính vào lúc sự phòng vệ tâm lý của Hye-su sắp bị đánh đổ, thì Ji-hun đã vội vàng có mặt, chất vấn mẹ mình vì sao lại đối xử với Hye-su như thế. Cho dù thế nào đi chăng nữa thì Hye-su cũng là người duy nhất có thể cứu được bà ấy. Ji-hun cũng thẳng thắn mà nói với mẹ rằng, được rồi, mẹ đoán đúng rồi đó, nếu có vậy thì đã sao nào, dù sao thì con cũng không định kết hôn, cô ấy cần tiền, còn mẹ thì cần sự sống. Hai bên cùng có lợi không phải rất tốt sao? Sau đó bà Mi-jan liền tức tối mà cãi nhau với Ji-hun. Hóa ra mẹ của Ji-hun không phải là người vợ hiện tại của bố anh, mà một người con riêng như Ji-hun để có được sự công nhận của bố thì đã phải bỏ ra rất nhiều mồ hôi và nước mắt mới có được ngày hôm nay. Nói xong Ji-hun liền kéo Hye-su rời đi. Sau khi bình tĩnh lại, Ji-hun liền bỏ tay Hye-su ra, nhưng Hye-su lại kéo tay Ji-hun lại để hỏi anh vì sao anh lại giấu giếm chuyện này không muốn cho mẹ anh biết. Vốn đang tức giận nên Ji-hun đã hất tay của Hye-su ra, rồi nóng giận mà nói rằng hãy coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Chính vào lúc này y tá liền đi đến gọi hai người lại. Hóa ra điều tra viên của phía điều tra phẫu thuật cấy ghép muốn nói chuyện với hai người họ. Ji-hun vội vàng mỉm cười rồi ôm lấy Hye-su, bày ra dáng vẻ của một cặp vợ chồng cho họ xem. Đối mặt với một loạt các câu hỏi của phía điều tra viên, hai người họ trả lời trôi chảy không chút sai sót. Ji-hun thậm chí còn nắm lấy tay của Hye-su để thể hiện tình yêu của mình với cô. Nhưng khi nhân viên điều tra biết được Hye-su còn có một cô con gái, liền thuận tiện hỏi Ji-hun một câu rằng, còn con gái của Hye-su là gì? Nghe thấy vậy anh ấy như chết đứng. May mà Hye-su ở một bên đã kịp thời giải vây cho anh. Ji-hun ngại ngùng vừa cười vừa nói rằng, đương nhiên là tôi biết rồi, thế sao? Rất rõ ràng là điều tra viên đã nảy sinh sự nghi ngờ. Trước khi kết thúc ông ấy liền cố ý nhắc hai người họ, lần phỏng vấn lần sau nhớ đưa theo cả con gái Eun Se-ong tới. Yêu cầu này khiến hai người họ không thể ngờ tới. Thế nhưng đã diễn thì phải diễn cho chót. Trước khi đi Ji-hun còn cố ý ôm lấy bờ vai của Hye-su. Mà chuyện khiến Ji-hun đau đầu nhất lúc này là, đó là mau chóng làm lành với Eun Se-ong. Vừa nghĩ đến cô bé tinh quái đó, Ji-hun liền cảm thấy đầu óc quay cuồng. Hye-su vừa mới bước vào liền bị bạn thân chặn lại. Đây là cái gì hả? Cậu đính hôn rồi sao? Hye-su vội vàng hỏi bạn thân rằng, con gái có nhìn thấy không? Bạn thân liền nói mình đã tìm đại một lý do để đánh lạc hướng cô bé rồi. Đối mặt với một loạt câu hỏi của bạn thân, Hye-su nói sau này mình sẽ giải thích cho cô ấy. Sau đó đem tập tài liệu kia giấu vào trong tủ quần áo, giả vờ chào hỏi một cách thật tự nhiên với con gái. Không ngờ rằng cô bé thông minh như Eun Se-ong đã sớm nhận ra điều bất thường. Tiếp sau đây để dỗ dành Eun Se-ong, Ji-hun đã mua cả một xe quà tặng cho cô bé. Mà lần đầu tiên nhận được nhiều quà đến vậy khiến Eun Se-ong vô cùng vui mừng. Tới tối Hye-su mặc quần áo mới cho con gái, rồi đưa cô bé tới một nhà hàng sang trọng để ăn cơm. Nhân lúc cô bé đang vui vẻ, Hye-su liền nói với con gái về chuyện mình đang hẹn hò. Giây tiếp theo Ji-hun liền xuất hiện, Eun Se-ong biết được bạn trai của mẹ. Vậy mà lại là ông chú xấu tính mà mình ghét, không nói nhiều lời mà cởi toàn bộ quần áo và giày mới ra, sau đó liền chạy một mạch ra ngoài. Eun Se-ong dừng lại đã con, đứng lại nào, con ghét chú ấy, con không chịu nổi, là một thiếu gia kiêu ngạo, Ji-hun làm sao chịu được chuyện này cơ chứ, cơn sóng này còn chưa lặn thì con sóng khác đã đến. Ji-hun nhận được điện thoại của bệnh viện, sau khi biết được mẹ mình từ chối ghép gan, anh ấy lập tức chạy đến bệnh viện. Nhưng bà Mi-jan không muốn vì mình mà làm liên lụy đến tiền đồ của con trai, nhưng Ji-hun vẫn kiên quyết muốn cứu lấy mẹ. Bởi vì mẹ là người thân của con, mẹ là người thân duy nhất của con, mẹ đã vui chưa? Nghe thấy những lời thật lòng này của Ji-hun, bà Mi-jan cũng không cố chấp nữa. Ngày hôm sau Hye-su đưa con gái tới khu vui chơi, Eun Se-ong muốn đứng cao lên để đút thức ăn cho hươu cao cổ, nhưng sức lực của mẹ không thể bế được cô bé lên cao. Lúc này Ji-hun liền xuất hiện rồi bế phỗng cô bé lên. Eun Se-ong vừa quay đầu lại thì nhìn thấy người chú xấu xa kia, liền dãy dụa thoát khỏi vòng tay của Ji-hun mà bỏ chạy. Hai mẹ con nhà Hye-su vui vẻ ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Còn Ji-hun thì giống như một tên trộm đứng từ xa lén lút quan sát hai người họ. Cho dù Ji-hun có dỗ dành Eun Se-ong kiểu gì thì cô bé cũng không chút lay động. Ji-hun nhân cơ hội muốn chụp ảnh với họ nhưng Eun Se-ong lập tức đứng dậy rời đi. Eun Se-ong lặng lẽ nấp đằng sau cây thông Noel. Vừa thò đầu ra thì liền phát hiện Ji-hun đang cầm theo kem tới dọa cho cô bé giật mình. Nhìn thấy que kem mà Ji-hun đem tới, cô bé không chút ngần ngại mà trực tiếp hất đi. Đi đi, chú mau đi đi. Hóa ra Eun Se-ong làm như vậy là vì cô bé sợ mất đi tình yêu mà mẹ dành cho mình. Cô bé ôm chặt lấy mẹ, khóc lớn mà nói rằng mẹ đừng rời xa mình. Hye-su chỉ đành không ngừng an ủi con gái. Đợi đến khi Ji-hun mang một chùm bóng bay tới thì hai mẹ con họ đã bỏ đi từ lâu. Anh ấy thất vọng đứng ngây ra đó mà nhớ lại, năm đó anh ấy cũng đã chia tay với mẹ ở khu vui chơi này. Mẹ muốn đưa anh tới nhà của bố, rồi không nỡ rời xa mà dặn dò bản thân anh nhớ phải nghe lời của ông ấy, không được đánh nhau với anh trai. Thế là Ji-hun liền vứt que kem xuống đất, lựa chọn đến sống cùng người cha lạ lẫm của mình. Mà Ji-hun căn bản là không thể thích ứng được với cuộc sống xa hoa trong căn biệt thự kia. Anh trải chăn xuống đất để ngủ nhưng lại bị vợ của bố chê bai là không có giáo dục. Ji-hun quyết định lén trốn ra ngoài để đi tìm mẹ. Chạy đến dưới nhà của mẹ, Ji-hun dùng đá để ném vào cửa sổ, thế nhưng vẫn không có chút hồi âm nào cả. Cho đến tận khi tiếng chuông báo của xe cứu hộ trong khu vang lên, Ji-hun bỗng nghe thấy tiếng bàn luận của những người hàng xóm xung quanh. Anh mới biết mẹ của mình đã tự sát, mà chuyện mẹ làm tình nhân của người khác cũng bị lan truyền ra khắp khu phố. Ji-hun chạy theo bất lực mà hét lớn tên của mẹ. Anh ấy sợ rằng mình sẽ đánh mất mẹ một lần nữa.
Cuối cùng Ji-hun ngồi bên chùm bóng bay lớn, cô đơn mà ăn kem một mình bên vệ đường. Trên đường về nhà, Hye-su hỏi con gái, mẹ và chú ấy không thể ở bên nhau được sao? Không được ạ. Eun Se-ong ngủ say nhưng vẫn nắm chặt lấy tay của mẹ. Cô bé sợ rằng mẹ sẽ rời xa mình. Sau khi về nhà, Hye-su dạy con gái cách gấp quần áo. Cô ấy sợ rằng nếu sau này khi mình mất đi, sẽ không có ai chăm sóc cho Eun Se-ong. Hye-su muốn cô bé có thể tự chăm sóc cho chính bản thân mình. Nhưng Eun Se-ong lại hiểu nhầm rằng mẹ sẽ rời xa mình để đến sống cùng với chú Ji-hun. Ngày hôm sau, Hye-su tìm đến chỗ bạn thân rồi nói hết chuyện kết hôn giả với cô ấy. Cô muốn cô ấy trở thành người làm chứng để chứng minh cho cuộc hôn nhân giữa mình và Ji-hun. Bạn thân mắng cô ấy có phải là bị điên rồi không? Nếu như bị phát hiện, cậu sẽ phải ngồi tù đó, cậu hiểu không? Đến lúc đó, Eun Se-ong phải làm sao đây? Hye-su biết rõ rủi ro của chuyện này, nhưng bản thân cô không còn thời gian rồi. Cô ấy muốn để lại số tiền đó cho con gái. Hye-su cầu xin bạn thân hãy giúp đỡ mình. Mà người bạn thân cũng vì thương xót cho số phận của Hye-su nên đành đồng ý. Hôm nay mẹ của Ji-hun tới nhà hàng để tìm con trai, nhưng lại vô tình phát hiện Hye-su đang làm việc ở đây. Chuyện này cũng quá là hoang đường rồi. Thấy vậy, bà Mi-jan muốn trực tiếp đi tìm luật sư để giải quyết cuộc hôn nhân này. Đợi đến khi Hye-su bên nước tới, bà Mi-jan đã rời đi từ lâu. Hye-su vội vàng đội ô đi tìm kiếm bà ấy. Bà Mi-jan vì không muốn căn bệnh của bản thân liên lụy đến con trai, định sẽ dùng cái chết để kết thúc chuyện này. May mà đã được Hye-su đuổi theo kịp thời kéo lại. Bà Mi-jan khóc lớn mà nói rằng cả đời này bà ấy luôn là người làm liên lụy đến con trai. Bà ấy không muốn tiếp tục trở thành gánh nặng của anh ấy nữa. Cuối cùng liền đẩy ngã Hye-su rồi xông ra giữa đường quốc lộ. Hye-su vội vàng bò dậy mà chạy tới đẩy bà Mi-jan ra. Sau khi đứng dậy, bà Mi-jan tiếp tục tìm kiếm cái chết. Hye-su chỉ đành ôm chặt lấy bà ấy mà nói rằng vậy thì đưa cả cháu đi với, cháu sẽ chết cùng với cô. Nếu như cô muốn chết thì cháu sẽ chết cùng với cô. Vì cháu, cô hãy cố gắng sống tiếp. Cháu không hề muốn chết một chút nào. Cháu thực sự muốn sống. Hye-su cầu xin mẹ Ji-hun hãy cố gắng sống tiếp. Cho dù cuộc sống có bi thảm như thế nào đi chăng nữa thì sự sống vẫn luôn rất quý giá. Hye-su suy sụp mà gục ngã xuống đất, mà cảnh tượng này vừa hay đã bị Ji-hun nhìn thấy. Cầu xin cô đó, cô ơi. Nhìn thấy Hye-su đang không ngừng cầu xin mẹ mình đừng đi tìm cái chết, Ji-hun cũng cảm thấy vô cùng xót xa. Cuối cùng Ji-hun đưa mẹ về lại bệnh viện. Vừa ra khỏi phòng bệnh, Ji-hun liền nhìn thấy Hye-su đang ướt như chuột lột. Anh lập tức cởi áo khoác của mình ra để đưa cho cô, nhưng Hye-su lại từ chối ý tốt của anh rồi một mình rời đi. Rất nhanh Ji-hun liền lái xe đuổi theo cô, rồi kiên nhẫn mà khuyên cô mau lên xe của mình. Ji-hun lập tức tăng nhiệt độ của điều hòa lên mức cao nhất, rồi còn cởi áo khoác của mình ra mà đắp cho Hye-su. Ji-hun còn nói rằng Hye-su không cần phải lo lắng chuyện đưa Eun Se-ong tới phỏng vấn nữa, anh ấy sẽ tìm cách để giải quyết chuyện này. Hôm nay vì tò mò mà Eun Se-ong đã lấy tấm ảnh mà mẹ giấu ở trong tủ quần áo ra, sau đó lén chạy ra khỏi nhà. Sau khi lấy được bức ảnh của mẹ và chú Ji-hun, Eun Se-ong tức giận mà xé nát bức ảnh kia ra. Cháu đang làm gì thế hả? Nhìn thấy Ji-hun, cô bé liền vội vàng chạy khỏi đó. Hai người họ vừa nói chuyện vừa đấu khẩu. Eun Se-ong tức giận mà ném bức ảnh kia về phía Ji-hun rồi bỏ chạy. Ji-hun đang định đuổi theo cô bé thì liền bị một cô gái đầy khí chất gọi lại. Cô gái bỏ kính xuống rồi nhìn bức ảnh dưới đất. Hye-su ở bên cạnh vội vàng chạy tới nhặt bức ảnh kia lên. Con gái, tôi không cẩn thận đã làm bức tranh bị rách rồi. Chồng tôi sẽ giết chết tôi mất. Chào anh. Mà cô gái nho nhã này chính là bạn gái cũ của Ji-hun lúc anh đi du học. Sở dĩ cô ta tìm đến đây là muốn cứu vãn mối tình đó. Nhưng Ji-hun bây giờ đã không còn tâm trạng để quan tâm tới cô ta nữa, mà thay vào đó là cuộc phỏng vấn ở bệnh viện vào ngày mai. Trước khi rời đi, anh ấy còn nhẫn tâm mà nói với cô gái rằng sau này đừng đến tìm mình nữa. Ở công viên, Hye-su đi đến an ủi con gái rằng mặc dù chú Ji-hun thường xuyên lớn tiếng, nói chuyện thì khó nghe, nhưng chú ấy không phải là một người xấu. Thực ra chú ấy là một người rất lương thiện và ấm áp, giống như một chú mèo vậy. Vì sợ hãi cho nên mới lớn tiếng kêu meo meo thôi. Ji-hun bắt chước dáng vẻ kêu meo meo của chú mèo mà thành công chọc cười Eun Se-ong. Sau khi nghe mẹ nói xong, Eun Se-ong liền bày ra bộ mặt như đã hiểu chuyện, nhưng miệng thì vẫn nói là không thích chú Ji-hun. Nhìn thấy ngày mai đã đến ngày phải đi phỏng vấn, Ji-hun cũng không còn mong Eun Se-ong sẽ phối hợp với mình nữa, quyết định sẽ xin phía điều tra viên cho mình phỏng vấn một mình. Sáng sớm ngày hôm sau, Hye-su đưa theo con gái tới nhà tang lễ. Trên đường trở về, Hye-su cứ không ngừng nghĩ đến chuyện không bao lâu sau bản thân mình cũng sẽ rời xa con gái. Nước mắt cứ như thế mà tuôn rơi. Sau khi Eun Se-ong nhìn thấy thế thì chủ động lau nước mắt cho mẹ, rồi nói bản thân mình không hề nhớ bố chút nào. Mẹ nói bố đang ở trên thiên đường theo dõi mẹ con mình, nhưng mẹ khóc mà bố cũng không biết. Lúc con thay răng bố cũng chẳng hay. Không ngờ rằng Eun Se-ong lại đột nhiên đồng ý chuyện kết hôn của mẹ và chú Ji-hun. Cô bé hy vọng sẽ có một người thay thế mình để bảo vệ cho mẹ. Không thể không nói Eun Se-ong thực sự rất hiểu chuyện. Cùng lúc đó, Ji-hun đang nói chuyện với điều tra viên. Nhìn thấy cuộc phỏng vấn sắp thất bại, Hye-su liền đưa theo con gái kịp thời có mặt. Eun Se-ong chủ động nhận Ji-hun chính là bố của mình. Có được sự phối hợp của Eun Se-ong, hai người họ đã thuận lợi thông qua thử thách của điều tra viên. Tối nay nhà hàng vô cùng bận rộn, cho nên Hye-su không thể bớt chút thời gian ra để đi đón con gái được. Thế là cô ấy nhớ đến người bạn thân của mình, nhưng không may hôm nay lại là sinh nhật của mẹ bạn thân, nên cô ấy cũng không có thời gian. Chính vào lúc Hye-su không biết nên làm thế nào, Ji-hun vậy mà lại chủ động giúp đỡ cô, rồi còn dặn dò Hye-su nhớ làm việc cho tốt, đừng có mà phân tâm. Eun Se-ong nhìn thấy người tới đón mình lại là người chú xấu xí kia, cô bé không tài nào vui vẻ nổi, cô trực tiếp lướt qua Ji-hun.
mà không quan tâm tới cánh tay đang muốn chào đón mình của chú. Trên đường về nhà, hai người họ cứ một người nói còn một người thì im lặng. Đột nhiên Eun Seong dừng lại mà hỏi Ji-hun rằng: "Chú ơi, chú có yêu mẹ của cháu không?" Câu hỏi này khiến Ji-hun ngơ ngác, nhưng ngay sau đó anh ấy liền dùng khẩu khí của người lớn mà hỏi ngược lại Eun Seong rằng cô bé có biết thế nào là tình yêu hay không. Eun Seong liền thành thật mà trả lời rằng: "Lẽ nào vẫn có người không biết tình yêu là gì sao ạ? Chú có yêu mẹ cháu không?" Ji-hun cảm thấy rất khó xử nhưng cuối cùng vẫn nói rằng: "Chú yêu cô ấy, vậy yêu nhiều như nào ạ?" Không ngờ rằng Eun Seong vẫn không tha cho Ji-hun. Ji-hun chỉ đành dùng tay mà để ước lượng tình yêu mà mình dành cho mẹ cô bé. "Vậy thì, chú không được giống như bố cháu rời xa mẹ con cháu nhé. Chú nhất định phải cùng với mẹ cháu sống đến đầu bạc răng long đó." Chính vào lúc này Ji-hun liền nhận được điện thoại của phía điều tra viên. Họ báo rằng yêu cầu cấy ghép của mẹ anh đã được thông qua rồi. Nghe thấy vậy, gánh nặng trên người Ji-hun như được gỡ bỏ. Cùng lúc đó, bà nội của Eun Seong bỗng nhiên tìm đến chỗ Hye-soo. Bà ta nghe nói Hye-soo đã tìm được một người chồng mới rất lắm tiền. Cô đang sống một cuộc sống vô cùng hạnh phúc, còn con trai của mình thì lại phải nằm dưới lớp đất lạnh lẽo kia. Chuyện này khiến bà ta vô cùng tức giận. Chính vào lúc này Ji-hun vừa hay lái xe quay về. Anh ấy ôm lấy Eun Seong lên, mà mẹ chồng của Hye-soo vừa hay nhìn thấy cảnh này. Bà ta càng cảm thấy bất công cho người con trai đã khuất của mình, không nhịn được mà đổ hết mọi tức giận lên người Hye-soo. Ji-hun nhìn thấy thế liền đưa Eun Seong cho giám đốc Park rồi vội chạy theo. "Cậu là bạn trai của cô ta sao? Sống cuộc sống hạnh phúc của các người đi, mãi mãi hạnh phúc." Nói xong bà ta liền quay người bỏ đi. Cho dù mẹ chồng có hận mình đến tận xương tận tủy thì Hye-soo cũng không hề trách cứ bà ấy. Cô vẫn luôn coi bà ấy như mẹ chồng của mình. Mà Ji-hun ở bên cạnh thì thực sự không thể nhìn tiếp được nữa. Sao cô lại yếu đuối như vậy trước mặt bà ta chứ? Cô có làm gì sai đâu cơ chứ? Ngoài một đống nợ ra, chồng cô chẳng để lại cho cô được thứ gì cả. Sao cô cứ mãi không quên được anh ta chứ? Hye-soo không cho phép bất cứ ai xúc phạm chồng mình như vậy. Anh ấy là một người tốt. Lúc quay về nhà, Ji-hun nói với Hye-soo rằng họ đã thông qua buổi phỏng vấn cấy ghép rồi, rất nhanh sẽ có thể ấn định ngày làm phẫu thuật. Hye-soo nghe thấy vậy thì vô cùng vui mừng, nhưng Ji-hun lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Rõ ràng đã bán gan của mình đi rồi, mà cô gái này lại vui vẻ đến như vậy. Hye-soo cười nói bản thân cô thực sự đã rất lo lắng. Sao cô lại ngốc như thế chứ? Không lâu nữa, tôi sẽ ly hôn với cô. Lần sau, nhớ tìm một người đàn ông tốt, biết chưa hả? Cô gái lương thiện mà ngốc nghếch như Hye-soo khiến Ji-hun vô cùng xót xa. Khoảnh khắc này anh ấy cảm thấy như có một thứ tình cảm đặc biệt đang nhen nhóm trong lòng mình. Người bố tài phiệt này muốn sắp xếp cho con trai đi xem mắt, mà lại không biết rằng cậu con trai đã lén lút giấu mình đi kết hôn. Ji-hun vừa nhìn thấy cuộc điện thoại của bố thì vô cùng đau đầu. Anh liền nghĩ đủ mọi cách rồi lấy lý do công việc quá bận để từ chối buổi đi xem mắt kia. Nhưng người bố lại cho rằng việc anh cố tình chống lại chuyện đi xem mắt là do thân phận con riêng mà cảm thấy tự ti. Thế là ngày hôm sau ông ấy liền tìm tới chỗ mẹ của Ji-hun để bà ấy giúp mình khuyên ngăn Ji-hun. Nhưng lại không ngờ rằng quản gia nói với ông ấy rằng bà Mi-jan đang nằm viện. Thế là ông ấy đã quyết định tới bệnh viện. Mà Hye-soo lương thiện lúc này cũng mang đến một bát canh cá tới thăm bà Mi-jan. Mà Ji-hun vừa tới bệnh viện thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của bố mình. Anh vội vàng chạy tới nhưng cánh cửa thang máy vẫn đóng lại. Hye-soo tận tâm đổ canh ra cho bà Mi-jan, thậm chí đến bác sĩ tới thăm khám cũng không nhịn được mà khen ngợi cô con dâu hiếu thảo của bà Mi-jan. Việc hiến gan cho mẹ chồng đã không phải là chuyện dễ dàng, có được cô con dâu ngoan như thế này, bác đúng là có phúc mà. Mà câu nói này lại bị bố của Ji-hun ở ngoài nghe được. "Cậu vừa nói gì cơ? Con dâu sao?" Ji-hun vội vàng đuổi theo sau nhưng vẫn muộn mất một bước. Nhìn thấy kế hoạch của mình sắp bị bại lộ, bà Mi-jan liền bình tĩnh mà đuổi khéo bác sĩ đi, sau đó nói dối rằng Hye-soo chính là hộ tá của mình. Bởi vì làm việc chăm chỉ lại lương thiện nên mọi người trong bệnh viện thường hay trêu cô ấy là con gái của mình. Nhưng ông Song-guk nào có dễ bị lừa như vậy. Ông ấy bán tín bán nghi mà nhìn theo bóng lưng rời đi của Hye-soo, sau đó liền to tiếng cãi vã với bà Mi-jan, trách cứ bà ấy có ngày hôm nay hoàn toàn là do chính bản thân bà ta tự chuốc lấy, còn muốn tiếp tục kéo theo con trai của ông ấy vào rắc rối của mình sao. Vì quá kích động mà bà Mi-jan không thể thở được, không chỉ tức tối mà đuổi ông Song-guk ra ngoài. Đối với chuyện con trai lén lút đi gặp bà Mi-jan, chủ tịch Song-guk vô cùng tức giận. Ông ấy thậm chí còn cảm thấy bà ta đang cố tình giả bệnh chỉ để lấy được sự thương hại của Ji-hun. Chính vào lúc này ông Song-guk lại bắt gặp Hye-soo. Ông hỏi con trai cô gái kia rốt cuộc là ai, rồi dặn dò con trai tối nay nhớ thuật lại mọi chuyện thật rõ ràng cho mình nghe. Hye-soo sau khi quay về phòng bệnh liền thu dọn những mảnh vỡ dưới đất. Bà Mi-jan cho rằng kế hoạch của bọn họ đã bị bố của Ji-hun phát hiện rồi nên tâm trạng vô cùng não nề. Nhưng Ji-hun liền nói bản thân mình sẽ giải quyết mọi chuyện thật hoàn hảo, rồi dặn dò bà không cần lo lắng mà hãy nghỉ ngơi đi. Nhưng anh lại không biết bố của mình đang âm thầm điều tra căn bệnh của bà Mi-jan. Tới tối khi Ji-hun quay về nhà, ông Song-guk liền trực tiếp hỏi anh cô gái hồi chiều là ai. Không ngờ rằng Ji-hun lại trực tiếp thừa nhận Hye-soo là bạn gái của mình. Điều này khiến ông ấy cảm thấy vô cùng bất ngờ. Ji-hun nói không lâu nữa mình sẽ chính thức giới thiệu Hye-soo với ông. Nhưng ông Song-guk lại không thể chờ đợi được mà nói: "Vậy thì ngày mai hãy đưa bạn gái con tới nhà rồi cùng ăn một bữa cơm." Điều này khiến Ji-hun như chết lặng. Nhìn thấy dáng vẻ khó xử của con trai, người bố liền nói mình sẽ trực tiếp đi gặp Hye-soo. Nhưng cô ấy chỉ là một trợ lý của đầu bếp trong nhà hàng của anh, hơn nữa còn là một bà mẹ đơn thân có một cô con gái 7 tuổi.
không có văn hóa, không có nội hàm, càng không có khí chất của một tiểu thư nhà quyền quý. Vì để thuận lợi qua cửa ải lần này, Ji-hun quyết định sẽ sửa soạn lại cho Hye-su. Anh ấy đưa Hye-su tới một cửa hàng thời trang nổi tiếng. Hye-su tùy tiện xem giá của một chiếc áo, cô lập tức bị cái giá cắt cổ của nó làm cho giật bắn mình. Ji-hun vội vàng chạy tới ngăn lại hành động quê mùa của cô. Chỉ cần là những thứ mà Ji-hun nhìn chúng, đều sẽ ra hiệu cho người nhân viên gói lại hết. Người mẹ đơn thân suốt ngày đầu tóc rối bời, chớp mắt đã lột xác thành một con thiên nga xinh đẹp. Đến thiếu gia tài phiệt ở trước mặt cũng bị vẻ đẹp của Hye-su làm cho mê hoặc. Sau đó Ji-hun lại tặng cho cô một sợi dây chuyền đắt đỏ. Rồi hai người họ nhanh chóng đi đến chỗ hẹn cùng chủ tịch. Nhìn thấy phong cách thời thượng sang trọng của Hye-su, bố của Ji-hun quả nhiên rất hài lòng. Sau khi biết được cô con dâu tương lai của mình còn là một đầu bếp, sau này nhất định sẽ trở thành cánh tay đắc lực cho con trai mình. Tiếp đó ông Song-guk giống hệt như nhân viên điều tra nhân khẩu, bắt đầu điều tra về công việc của bố mẹ Hye-su, rồi hỏi nhà cô có mấy người. Hye-su thông minh trả lời rằng bố mình là một chuyên gia vật lý, nhưng lúc cô còn học tiểu học ông ấy đã qua đời vì một vụ tai nạn. Bà nội là người đã nuôi cô khôn lớn, rồi mở một nhà hàng gia truyền với quy mô tương đối lớn. Nghe thấy nhà con dâu tương lai cũng mở nhà hàng, đã khiến cho chủ tịch cảm thấy vô cùng hứng thú. Hye-su dựa vào kịch bản trước đó mà đối đáp chân chu. Sau khi biết được gia đình nhà Hye-su cũng là một gia đình có tiếng ở trong nghề, ông Song-guk cảm thấy khá là hài lòng. Sau đó ông ấy liền hỏi Hye-su vì sao lại thích Ji-hun. Thằng bé này vốn nổi tiếng là người lạnh lùng. Hye-su cũng nhân cơ hội này mà nói ra lời trong lòng mình. Mặc dù bề ngoài anh Ji-hun có hơi lạnh lùng, nhưng bên trong anh ấy thực ra là một người rất ấm áp, rất lương thiện. Thằng nhóc này, con thật may mắn. Nhìn thấy con trai tìm được một cô bạn gái xuất sắc như thế này, điều này khiến người bố vẫn luôn lo lắng cho chuyện hôn nhân của con trai như ông Song-guk liền vui như mở hội. Trong tiếng cười nói của ba người họ, vở kịch hôm nay cũng đã hạ màn một cách hoàn hảo. Lúc tiễn bố, hai người họ vô tình bắt gặp anh trai của Ji-hun. Nhìn thấy cô gái bên cạnh Ji-hun, anh ấy liền hỏi em trai cô là ai. Nhưng Ji-hun đã vội vàng kéo theo Hye-su bỏ chạy khỏi đó. Hye-su nghĩ rằng Ji-hun sẽ đưa mình quay lại nhà hàng, không ngờ rằng anh ấy lại đưa mình tới một quán ăn vặt lề đường, rồi còn gọi món bánh gạo mà cô thích ăn nhất. Ban nãy bởi vì quá căng thẳng nên Hye-su chưa ăn được gì cả. Nhìn thấy món bánh gạo mà mình thích ăn nhất, cuối cùng cô ấy cũng có thể vui vẻ mà gắp từng miếng lớn. Và đây cũng là lần đầu tiên Ji-hun nhìn thấy sự hoạt bát lạc quan mà Hye-su đã giấu bấy lâu nay. Trong trường mầm non, cậu bé nghịch ngợm này cướp mất chiếc bờm của Eun-seong. Giây tiếp theo liền bị Ji-hun chặn lại, rồi bảo cậu bé mau đưa chiếc bờm ra. Chú là ai ạ? Eun-seong lập tức chạy như bay đến nói, chú ấy là bố của mình. Sau khi lấy lại được chiếc bờm, Eun-seong liền quay lại mỉm cười với Ji-hun. Sau khi tan làm việc, đầu tiên mà Hye-su nghĩ đến là chạy tới đón con gái, nhưng lại được cô giáo thông báo rằng con gái cô đã được một anh chàng đẹp trai đón đi rồi. Mà Eun-seong lúc này đang ở công viên, vui vẻ chơi xe trượt với Ji-hun. Hye-su nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của hai người, trong khoảnh khắc đó Hye-su cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Trong thâm tâm, cô ấy vẫn luôn hy vọng con gái có được tình yêu của bố, còn Eun-seong thì cũng bắt đầu thật lòng mà tiếp nhận người bố mới này của mình. Tới tối, hai bố con họ cùng chơi trò lái máy bay về nhà. Eun-seong vẫn không nỡ mà muốn giữ Ji-hun lại. Cô bé kéo Ji-hun vào nhà của mình, rồi lấy ra những món đồ mà bản thân luôn cất giữ để giới thiệu với anh. Sau đó lại kêu đói và bám lấy Ji-hun muốn chú làm cơm cho mình. Ji-hun cũng phá lệ mà lấy ra món tủ của mình để tiếp đãi hai mẹ con họ. Rất nhanh sau đó, một nồi mì nóng hổi đã ra lò. Vào lúc một nhà ba người cùng ngồi bên nhau ăn mì, Ji-hun bỗng thấy có gió lạnh luồn vào trong căn phòng này. Hóa ra là cửa sổ bị hở, như này thì chắc chắn phải sửa rồi. Nhìn thấy cũng đã muộn rồi, Hye-su liền tiễn Ji-hun ra về. Vừa đi đến cửa thì anh ấy bị vấp vào bậc thềm, đau đến mức nhảy lò cò. Hóa ra là chiếc đèn cảm ứng ở trước cửa đã bị hỏng. Nếu vô tình làm Eun-seong bị thương thì phải làm sao? Không biết từ khi nào Ji-hun lại biến thành bộ dạng của một ông bố thương xót cho con gái như thế này. Lúc tiễn Ji-hun về, Hye-su không nhịn được mà mỉm cười. Mà Ji-hun sau khi quay về nhà cũng không ngừng cười ngốc. Anh thậm chí nằm dài lên trên bàn. Cảm giác được người khác cần thật là tốt biết mấy. Tâm trạng vui sướng bay lên 8 tầng mây. Ji-hun vui vẻ mà nhảy múa khắp nhà. Thế nhưng anh lại không biết rằng tất cả những chuyện này đều là biểu hiện của việc anh đã yêu Hye-su rồi. Thiếu gia nhà tài phiệt nhấc bổng cô gái mà mình thích lên trên bàn, bám dính lấy cô ấy rồi nói sẽ chuẩn bị thức ăn cho cô, rồi bá đạo mà yêu cầu cô hãy ngồi yên ở đây để chờ đợi thưởng thức món ăn của mình. Hye-su cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Cứ như vậy, Ji-hun thì bận rộn nấu ăn, còn Hye-su thì ở một bên vui vẻ mà ngắm nhìn anh. Một miếng thịt bò tươi ngon đã xuất trận. Chuyện này khiến Hye-su không dám nhìn thẳng. Đến lúc ăn thử thì quả nhiên mùi vị cũng không tồi. Cô cho anh 9.99 điểm nhưng để lại một điểm để anh khỏi kiêu ngạo. Ji-hun tận tình đút thịt bò cho cô ăn. Đôi vợ chồng giả này cứ như vậy mà có một bữa tiệc lãng mạn ở ngay trong nhà hàng. Đột nhiên có một nữ nhân viên vốn đã tan ca bỗng quay lại nhà hàng, sợ rằng sẽ bị phát hiện nên hai người họ vội vàng trốn đi. Nhìn thấy cô gái mặc chiếc váy ngắn gợi cảm, Hye-su kéo Ji-hun lại không cho anh nhìn. Sau đó cô ta phát hiện ra chiếc bím tóc của Hye-su, thế là vừa tìm vừa hét lớn tên của Hye-su khắp nhà hàng. Thỉnh thoảng cô ta lại đi đến trước gương để ngắm nhìn bản thân. Hai người họ thấy vậy thì vội vàng nấp đi. May mà lúc này bạn trai của cô gái kia gọi điện tới, cuối cùng cô ta liền vui vẻ rời đi. Sau đó đôi vợ chồng giả này mới thở phào nhẹ nhõm mà bước ra ngoài. Đối diện với hành động vừa rồi, hai người họ không biết nên khóc hay cười. Sở dĩ Hye-su muốn trốn tránh cô gái kia là để tránh phiền phức.
Thế nhưng lời đồn đại giữa hai người họ vẫn lan truyền khắp nhà hàng, bởi vì hai người họ thường xuyên đi làm cùng nhau. Chuyện này đã thu hút sự chú ý của các nhân viên trong nhà hàng. Giám đốc Park liền xuất hiện cắt ngang rồi bắt bọn họ mau chóng im miệng lại, vì để xóa bỏ tin đồn này trong nhà hàng, giám đốc Park chỉ có thể cố ý gọi Hye-soo ra trước cửa nhà hàng để dọn dẹp. Mà cảnh tượng này vừa hay bị anh trai của Ji-hoon nhìn thấy. Jong-hoon rất tò mò khi lần trước nhìn thấy Hye-soo, cô còn ăn mặc rất sang trọng tới gặp bố mình. Thế là anh ấy liền đi và hỏi cô nhân viên về thân phận của Hye-soo. Đen đủi thay anh ấy lại hỏi chúng cô nhân viên đang đố kỵ với Hye-soo. Thế là cô ta không chút do dự mà nói rằng, người chị dâu đó là trợ lý đầu bếp ở đây. Chồng không những chết rồi mà còn là một bà mẹ đơn thân có một cô con gái. Sau khi biết được em trai đã lừa dối bố, Jong-hoon nắm được điểm yếu của Ji-hoon thì trong lòng vui như Tết, vội vàng chạy về nhà để tố cáo chuyện này với bố. Mà lúc này bố của Ji-hoon sau khi điều tra, lúc này ông ấy mới hiểu được bản thân mình đã bị con trai lừa, cũng nhìn thấu được kế hoạch của họ. Hôm nay Ji-hoon vui vẻ mua được một chiếc đèn cảm ứng ở siêu thị, nhưng giám đốc Park lại nhắc nhở anh ấy nên giữ khoảng cách với Hye-soo. Mối quan hệ giữa hai người đã truyền khắp nhà hàng rồi. Lúc này Ji-hoon mới nhận ra hành động dạo gần đây của mình có hơi bất thường. Sau khi tan học, Eun-seong vẫn đợi ở dưới lầu như cũ, chờ đợi chú Ji-hoon tới chơi xe trượt với mình. Mà Ji-hoon đứng ở trên tầng nhìn thấy cảnh này thì thực sự không nhẫn tâm, nhưng vì để tránh nguy hiểm nên chỉ có thể cư xử như vậy. Tới tối Ji-hoon chuẩn bị đi công tác ở Jeju, nhưng Hye-soo lại vì bị cảm mà ho không ngừng. Cô ấy lén lút ra các triệu chứng của bệnh u não trên mạng. Vì không thể chịu được nữa mà Hye-soo chỉ đành cố ngồi dậy để đi uống vài viên thuốc cảm. Rất nhanh Hye-soo vì sốt cao mà suýt chút nữa mất đi ý thức. Mà Eun-seong ở bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của mẹ thì vô cùng đau lòng. Cô bé lập tức lấy điện thoại của mẹ ra để gọi cho chú Ji-hoon. Mà Ji-hoon nhìn thấy cuộc gọi đến từ Hye-soo thì nhẫn nhịn để không bắt máy. Thấy vậy Eun-seong lại gọi lại lần nữa. Lần này thì con tim của Ji-hoon đã chiến thắng lý trí. Sau khi nhận điện thoại, Ji-hoon biết được Hye-soo đang bị ốm. Anh lập tức quay xe trở về nhà. Sau khi mặc quần áo cho Eun-seong, Ji-hoon liền cõng Hye-soo tới bệnh viện. Sau khi Hye-soo tỉnh lại, cô lập tức muốn rút kim tiêm ra để chạy khỏi bệnh viện. Cô sợ rằng căn bệnh u não của mình sẽ bị phát hiện thì liền bỏ về nhà. Ji-hoon không nói lại cô chỉ đành bỏ cuộc, rồi lại lấy một chiếc khăn ra để làm ấm cho Hye-soo. Mà nội tâm của Hye-soo lúc này đã bị hành động của anh làm cho cảm động. Cứ như vậy vì lo lắng cho Hye-soo mà Ji-hoon cả đêm vẫn chưa đi, dựa vào sofa mà ngủ ở đây một đêm. Sáng sớm tỉnh lại, anh liền bế Eun-seong về giường, cẩn thận mà đắp chăn cho hai mẹ con họ rồi mới rời đi. Hôm nay sau khi Eun-seong tan học vui vẻ mà chạy tới trước mặt Ji-hoon, rồi kéo anh ấy đi xem món đồ của mình. Mà cảnh tượng ấm áp này trực tiếp khiến giám đốc Park ngơ ngác. Hóa ra Eun-seong đang nuôi ba chú mèo hoang. Cô bé vui vẻ giới thiệu ba chú mèo mà mình yêu thích với Ji-hoon. Còn Ji-hoon thì dùng ánh mắt yêu chiều mà nhìn Eun-seong, rồi ôm lấy cô bé mà quay vòng vòng. Không ngờ cảnh tượng này đã bị ông Song-guk nhìn thấy. Ji-hoon ngại ngùng mà thả Eun-seong xuống. Ông Song-guk không nói nhiều lời mà trực tiếp cho Ji-hoon một cái bạt tai. Vừa quay người lại liền nhìn thấy Hye-soo. Sau khi bình tĩnh lại, ông ấy bắt đầu giáo huấn Ji-hoon thật là to gan. Không chỉ dám mua bán gan người sau lưng ông ấy, mà còn bắt đầu học làm bố của con gái nhà người ta. Nếu như chuyện này bị bại lộ, tập đoàn mà ông ấy cực khổ gây dựng suốt bao năm nay sẽ tan thành mây khói. Đối với chuyện này, Ji-hoon không có gì để giải thích. Người bố ra lệnh cho anh ấy lập tức ly hôn rồi hủy bỏ cuộc phẫu thuật kia. Nhưng Ji-hoon không cam tâm. Sự sống còn của mẹ anh chỉ có thể dựa vào cuộc phẫu thuật này. Anh cầu xin bố lần này hãy coi như không biết mà bỏ qua chuyện lần này. Nhưng thái độ của ông Song-guk vẫn rất kiên quyết, thậm chí còn uy hiếp Ji-hoon nếu như không ngoan ngoãn làm theo, thì ông ấy sẽ đích thân đi báo cảnh sát. Tới tối, Ji-hoon lặng lẽ ngồi ngắm những chú mèo hoang mà Eun-seong mang về. Hye-soo thấy thế liền đi tới an ủi anh, rồi cổ vũ anh và nói rằng bản thân mình sẽ luôn cổ vũ anh. Sau đó cô cẩn thận giúp anh lau đi vết máu còn đọng trên khóe miệng. Đột nhiên từ phía sau chiếu đến một luồng sáng chói mắt. Con chụp được rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, Ji-hoon sau khi biết được tin bố đã hoãn lại cuộc phẫu thuật của mẹ, anh vội vàng chạy tới công ty để cầu xin bố hãy cho mẹ một con đường sống. Nhưng ông Song-guk lại vô tình mà nói rằng không thể vì để cho bà ta một con đường sống mà dồn tất cả mọi người đến chỗ chết được, rồi còn không ngớt mắng chửi mẹ của Ji-hoon là một người phụ nữ xấu xa, vậy mà lại muốn hủy hoại cuộc đời của con trai mình. Ông ta còn ra lệnh cho Ji-hoon ngày mai lập tức quay về tổng công ty làm việc, tránh xa người phụ nữ kia ra, không được phép quay về nhà hàng nữa. Hôm nay khi Hye-soo đang làm việc thì bỗng ngất đi, các ngón tay thì không ngừng run lên. Hye-soo biết rõ rằng căn bệnh u não của mình đang phát triển theo chiều hướng xấu, thế là cô liền tới bệnh viện để kiểm tra. Ai biết được vừa mới bước vào cửa, cô liền nhận được điện thoại của bố Ji-hoon hẹn mình ra gặp mặt. Vừa gặp mặt, chủ tịch Song-guk đã vạch trần hết những lời nói dối hôm trước của cô. Một bà mẹ đơn thân mà dám trêu đùa chủ tịch tập đoàn lớn. Ông ấy uy hiếp Hye-soo mau chóng ly hôn với con trai của mình, rồi đem tiền trả lại chỗ cũ, nếu không thì cô sẽ phải chịu trừng phạt. Mặc cho Hye-soo có quỳ xuống để cầu xin ông ấy cho mình làm phẫu thuật, cô ấy khó khăn lắm mới kiên trì được đến bây giờ. Nhưng chủ tịch lại cho rằng Hye-soo là loại phụ nữ không từ mọi thủ đoạn để có được tiền, rồi đạp cô sang một bên mà bỏ đi. Nhìn thấy bản thân mình không thể làm được phẫu thuật, mà thời gian của bản thân cũng không còn nhiều, mà thứ khiến Hye-soo không thể yên tâm được đó chính là con gái Eun-seong. Chính lúc này cô ấy nhận được điện thoại của mẹ chồng. Mẹ chồng nói với Hye-soo rằng bà ta đã không còn hận cô nữa, rồi xin lỗi vì trước đây đã đổ hết mọi lỗi lầm về cái chết của con trai lên đầu cô, rồi dặn dò cô sau này hãy sống thật tốt bên cạnh chồng mới.
hy vọng cô có được một cuộc sống thật hạnh phúc và vui vẻ. Đối diện với sự tha thứ bất ngờ của mẹ chồng, sự tủi thân trong Hye-su đã không thể khống chế được nữa, nước mắt cứ bất giác mà tuôn rơi. Cô vội vàng chạy xuống khỏi xe buýt, nhưng lại để quên chiếc điện thoại của mình ở trên xe. Sau khi xuống xe, Hye-su cứ như người mất hồn, không chút phương hướng mà đi về phía trước. Vừa cho tay vào túi liền phát hiện không thấy điện thoại của mình ở đâu. Thế là cô vội vàng đi đến điểm dừng xe buýt để tìm điện thoại, nhưng tìm thế nào cũng chẳng thể tìm thấy. Vì quá suy sụp mà cô ngồi xuống đất rồi khóc lớn. Mình nên làm thế nào đây? Mình muốn sống tiếp mà. Hye-su không muốn chết, cô muốn cùng với con gái vui vẻ mà trưởng thành. Cô ấy oán trách ông trời vì sao lại không công bằng như thế. Sau khi đuổi Hye-su đi, ông Song-guk liền gọi con trai tới, rồi đưa cho anh một tờ đơn ly hôn. Cho dù Ji-hun có giải thích cho Hye-su rằng cô không phải là loại phụ nữ hám tiền thì ông ấy cũng không tin. Sau khi Ji-hun biết được bố đã gặp riêng Hye-su, anh lập tức lái xe ra ngoài để tìm kiếm cô. Trong nhà cũng không có, nhà bạn thân cũng không. Không biết nên làm gì nên Ji-hun chỉ có thể quay về, ngồi trước cửa nhà hàng để chờ Hye-su xuất hiện. Chính vào lúc này Hye-su đã thực sự xuất hiện. Ji-hun kích động đi tới ôm chặt lấy cô vào lòng. Hye-su lạnh lùng đẩy anh ra rồi đơn độc quay về phòng của mình. Ji-hun cô đơn xem lại những bức ảnh chung của ba người họ. Không biết từ khi nào trong lòng anh, hai mẹ con họ đã chiếm một vị trí không thể thay thế. Người bố cuối cùng vẫn phải chịu thua, bởi vì Ji-hun là cậu con trai duy nhất mà ông ấy coi trọng, còn người anh trai của cậu thì suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lổng. Vì không để Ji-hun phật lòng, ông ấy chỉ đành đồng ý cho anh tiếp tục làm phẫu thuật cho mẹ. Nhưng Ji-hun phải đồng ý với ông sau này không được gặp mẹ nữa. Sau khi phẫu thuật hoàn thành phải lập tức ly hôn với Hye-su, không được có bất kỳ liên hệ gì với hai mẹ con cô ta nữa. Hơn nữa còn sắp xếp cho Ji-hun đi xem mắt với đối tượng mà mình yêu cầu. Không ngờ rằng đối tượng xem mắt lại chính là cô bạn gái cũ của mình. Ji-hun cảm thấy thực sự nực cười. Aja không chờ được mà hỏi quan hệ của Ji-hun và Hye-su là gì. Sự việc đã đến nước này rồi thì Ji-hun cũng thẳng thắn mà thừa nhận anh ấy và Hye-su thực ra là đang trong một cuộc hôn nhân giả. Aja vô cùng đắc ý, tự tin mà chờ đợi Ji-hun sẽ quay về bên mình. Ngày hôm sau, Aja cố ý đưa theo đồng nghiệp tới nhà hàng của Ji-hun để dùng bữa, rồi lại tìm Hye-su ra để tuyên bố chủ quyền, rằng hiện giờ cô ta mới chính là bạn gái của Ji-hun. Hye-su rất mơ hồ nhưng cũng chỉ có thể chúc phúc cho hai người họ. Chính vào lúc Ji-hun quay lại nhà hàng, Aja lập tức giới thiệu anh là bạn trai của mình với đồng nghiệp. Hye-su thất vọng nấp vào một góc mà đau lòng. Chính vào lúc này, Jong-hun lại uống say mà chạy tới nhà hàng, cố ý tới tìm em trai để gây sự trước mặt tất cả mọi người. Nhưng Ji-hun căn bản là không quan tâm đến anh trai mà trực tiếp rời đi, nhưng lại bắt gặp Hye-su đang ngồi ở một góc, mà Jong-hun liền đuổi tới trực tiếp giở trò lưu manh, luôn miệng nói rằng anh ta cũng muốn chơi đùa với người con gái mà em trai mình thích. Thế rồi hắn liền động tay động chân với cô. Ji-hun tức tối mà chạy tới trực tiếp đạp cho anh trai một nhát, sau đó lại phẫn nộ mà cho anh ta một đấm để dạy anh ta cách làm người. May mà giám đốc Park kịp thời có mặt để tách hai người họ ra. Tới tối Ji-hun tới thăm mẹ, anh quay lưng lại mà nói với mẹ rằng sau này anh sẽ không thể tới thăm bà ấy nữa, rồi dặn dò bà rằng về sau nhất định phải sống thật tốt, đừng giày vò bản thân mình. Nói xong, Ji-hun nắm chặt lấy tay của mẹ, nước mắt cũng vì thế mà không ngừng rơi xuống. Cuối cùng cũng đã đến ngày làm phẫu thuật. Hye-su nói với con gái rằng mình phải đi công tác, rồi đưa cô bé cho bạn thân chăm sóc. May mà bạn thân vẫn luôn giúp đỡ cô vô điều kiện. Nhưng sau khi Hye-su đến bệnh viện liền phát hiện mẹ của Ji-hun đã biến mất. Còn Ji-hun vừa mới kết thúc buổi họp cũng nhận được điện thoại của mẹ. Bà Mi-jan quyết định sẽ không làm phẫu thuật nữa, bà ấy quyết định sẽ quay về quê để sống nốt phần đời còn lại. Ji-hun nói với mẹ rằng mình đã bỏ ra bao nhiêu tiền như vậy chẳng nhẽ lại phí công sao. Hóa ra vào một ngày trước, bố của Ji-hun đã tìm đến chỗ của bà ấy, rồi nói rằng bà là một người mẹ ích kỷ, muốn chết thì một mình lặng lẽ mà đi chết đi, đừng giống như một con ký sinh trùng không ngừng hút máu chính con trai của mình. Bà Mi-jan không muốn tiếp tục sống như vậy, thế là đã quyết định hủy bỏ phẫu thuật rồi một mình lặng lẽ rời khỏi đây. Bà ấy chạy đến mộ phần của bố mẹ mà hối hận xin lỗi họ. Anh trai phát hiện ra em gái thì liền dùng những lời lẽ khó nghe nhất để làm tổn thương bà ấy, rồi lôi kéo mà bắt bà ấy mau chóng cút về Seoul. Mà cảnh tượng này vừa hay lại bị Ji-hun nhìn thấy. Người bác nhìn thấy Ji-hun đưa theo vợ con tới, còn tưởng rằng cả nhà họ kéo nhau tới đây để cầu xin mình hiến gan cho em gái. Ji-hun bất lực mà nói rằng, bác đừng lo lắng, cháu đến đây là để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mẹ, đó là chụp ảnh gia đình mà thôi. Hye-su và Eun Se-ong ra sức biểu diễn để mua vui cho mẹ Ji-hun, mà bất cứ ai nhìn thấy cảnh tượng này đều sẽ cho rằng đây là một gia đình bốn người hạnh phúc. Thế nhưng mẹ của Ji-hun lại chẳng thể vui vẻ nổi. Bà một mình quay về phòng nghỉ ngơi. Lúc này Hye-su và Eun Se-ong chạy đến bên cửa sổ phòng bà ấy, trên mặt còn hóa trang thành những chú mèo dễ thương để chọc cười mẹ của Ji-hun. Tâm tính của bà Mi-jan cũng vì thế mà vui vẻ trở lại. Hye-su ra ngoài mua đồ ăn vặt cho con gái nhưng lại quên rửa mặt. Ji-hun vội vàng đuổi theo sau, phát hiện bản thân mình quên chưa rửa mặt. Hye-su cảm thấy vô cùng xấu hổ, thấy vậy Ji-hun liền lấy giấy ướt ra để giúp cô lau sạch mặt. Thậm chí anh còn lấy nước miếng của mình để giúp Hye-su lau cho bằng sạch vết mực kia đi. Hai người họ chậm chậm quay về nhà. Ji-hun liền kêu ca Hye-su đi quá nhanh rồi, nhưng thực ra là anh đang muốn có thêm nhiều thời gian riêng tư để ở cạnh Hye-su. Hai người họ còn ngốc nghếch mà chơi trò đuổi bắt ở trên biển, vui vẻ nô đùa bên bờ biển mênh mông rộng lớn. Hoàng hôn buông xuống vào lúc ánh mắt hai người chạm nhau. Ji-hun liền chậm chậm mà nghiêng đầu về phía Hye-su, nhưng Hye-su lại vội vàng kiếm cớ mà rời đi. Vừa về đến nhà họ liền nhìn thấy Eun Se-ong đang ngồi trên lưng bà Mi-jan.
Hye-su vội vàng chạy tới bế con gái xuống, nhưng bà Mi-jan không những không tức giận mà lại ôm lấy Eun-seong vào lòng. Tới tối cả nhà họ cùng nhau ngồi xuống ăn cơm, rồi chụp lại bức ảnh gia đình hạnh phúc đúng như tâm nguyện của bà Mi-jan. Ji-hun muốn khuyên mẹ hãy quay lại Seoul để làm phẫu thuật, nhưng bà Mi-jan lại kiên quyết muốn ở lại đây, yên bình mà trải qua những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời. Cuối cùng Ji-hun lựa chọn tôn trọng quyết định của mẹ. Sau khi Hye-su biết chuyện thì lập tức phản đối. Cô ấy biết thời gian của bản thân không còn nhiều, Hye-su muốn mau chóng hiến gan cho mẹ của Ji-hun. Ji-hun lại nói mặc dù không tiến hành phẫu thuật, nhưng số tiền còn lại sẽ vẫn đưa cho Hye-su. Giao ước của họ cũng sẽ kết thúc từ đây. Anh cảm ơn Hye-su thời gian qua đã giúp mình cảm nhận được sự ấm áp của tình thân. Hai người bắt tay để tạm biệt đối phương. Chính vào lúc Ji-hun chuẩn bị rời đi, Hye-su lại giữ tay anh lại, rồi đặt lên má anh một nụ hôn đã ngấm những giọt nước mắt đau khổ. Khoảnh khắc này Ji-hun cũng không thể kìm nén được tình cảm mà mình đã giấu kín trong trái tim được nữa. Anh kéo Hye-su lại rồi đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào. Lúc này giữa hai người họ đã không còn tồn tại bất cứ giao ước hôn nhân nào cả. Thứ còn lại đó chính là tình yêu. Sáng sớm ngày hôm sau, Hye-su một mình đưa theo con gái rời đi. Sau khi Ji-hun biết chuyện thì liền đuổi theo đến bến tàu, nhưng vẫn không đuổi kịp mẹ con cô. Mà sau khi Hye-su tới bệnh viện tái khám thì được bác sĩ thông báo rằng u não của cô đã to lên, cô chỉ còn sống được nhiều nhất là 5 năm nữa. Hye-su quyết định sẽ tiếp nhận trị liệu, chỉ vì có thể sống thêm với con gái được vài năm nữa. Sau đó Hye-su cố ý không trả lời tin nhắn của Ji-hun. Không ngờ rằng lúc tới đón Eun-seong thì lại gặp anh ở đây. Lúc này thái độ của Hye-su đối với Ji-hun liền thay đổi 180 độ. Cô không chỉ đối xử lạnh nhạt với anh, thậm chí còn trốn tránh lời tỏ tình của anh, bởi vì bản thân cô không thể cùng với anh đi đến cuối đời. Nhưng cô lại không dám nói với anh mình đang có một cái u não. Thời gian không còn nhiều nữa, cho nên cô mới cố ý giữ khoảng cách với anh. Nhưng Ji-hun lúc này đã không thể khống chế được con tim. Anh đã phải lòng Hye-su mất rồi. Làm sao anh có thể dễ dàng đánh mất cô như thế chứ? Sau khi ăn xong, lúc Ji-hun thanh toán tiền, liền phát hiện ra thẻ của mình không thể quẹt được nữa. Hóa ra ông Song-guk phát hiện ra con trai của mình vẫn chưa ly hôn, cho nên đã đóng băng hết thẻ tín dụng của anh ấy. Thậm chí ông ấy còn nói, sở dĩ Hye-su cứ bám lấy anh, thật ra chỉ vì tiền của Ji-hun mà thôi. Ông ấy yêu cầu con trai mau chóng hoàn thành thủ tục ly hôn. Con xin lỗi thưa bố, con không làm được, con không thể đánh mất cô ấy được. Không ngờ rằng Ji-hun không những không chịu ly hôn, mà còn trực tiếp bộc bạch với bố. Không còn cách nào khác, ông Song-guk chỉ đành tìm đến Hye-su, chất vấn vì sao cô ấy lại cứ như âm hồn bất tán rồi bám lấy con trai của ông. Hơn nữa còn tuyên bố với Hye-su rằng Ji-hun giờ chỉ là một tên nghèo không xu dính túi mà thôi. Mặc dù rất tủi thân nhưng Hye-su không hề giải thích bất cứ chuyện gì cả. Tới tối Ji-hun nhớ Hye-su đến phát điên, vì sao mình lại nhớ cô ấy đến thế này chứ? Vừa hay lúc đó Eun-seong kéo mẹ tới nhà hàng để xem những chú mèo hoang mà cô bé nuôi. Mà lúc này Hye-su phát hiện ra Ji-hun uống say đến nỗi ngủ luôn ở dưới đất. Cô cẩn thận lấy chăn đắp cho anh rồi đưa tay ra mà nhẹ nhàng chạm vào mặt anh. Cuối cùng vẫn không thể chịu được mà lặng lẽ rời đi. Sau khi quay về nhà, bạn thân từ một người không biết trang điểm, Hye-su vậy mà lại tỉ mỉ trang điểm thật xinh đẹp. Bàn tay tô son không ngừng run lên. Bạn thân nhìn thấy Hye-su trang điểm thì liền hứng thú mà hỏi cô ấy rằng chuyện gì đang xảy ra vậy. Càng hoang đường hơn là Hye-su còn bảo bạn thân giúp mình sơn móng tay. Vừa nghĩ đến chuyện cuộc đời mình sắp kết thúc rồi, Hye-su tranh thủ thời gian để thử sống một lần thật huy hoàng. Bởi vì quá tiếc nuối nên mình mới khóc. Mình có bao nhiêu chuyện muốn làm, mình muốn hẹn hò, mình muốn được hôn, mình muốn trang điểm thật xinh đẹp, mình muốn bản thân thật tỏa sáng, để sống một cuộc sống thật rực rỡ. Bạn thân còn vui vẻ cổ vũ cho Hye-su, mà không biết được cô ấy đang mang trong mình một u não ác tính. Nhưng khi Ji-hun gọi điện tới, Hye-su vẫn không có dũng khí để nghe nó. Ngày hôm sau Hye-su chủ động đi đến gặp bố của Ji-hun, yêu cầu ông ấy hãy thanh toán nốt số tiền trong giao hẹn của cô với Ji-hun, nếu không thì cô sẽ không ly hôn. Ông Song-guk nghe thấy thì liền cười lớn, rồi còn trào phúng mà nói rằng cuối cùng thì bộ mặt thật của cô cũng bị bại lộ rồi. Cùng lúc đó Ji-hun vì để trả nốt số tiền còn lại cho Hye-su mà đã bán hết xe và đồng hồ của mình đi, rồi còn đến vay tiền của giám đốc Park. Cuối cùng vui vẻ mà chạy đến trung tâm thương mại để mua một chiếc nhẫn cầu hôn Hye-su. Sau đó anh hẹn Hye-su tới nhà hàng để ăn tối, vui vẻ mà lấy số tiền còn lại cùng một chiếc nhẫn ra. Nhìn thấy chiếc nhẫn cầu hôn, Hye-su có hơi mơ hồ. Chúng ta đừng ly hôn, hãy tiếp tục sống với nhau như này nhé, chúng ta phải dũng cảm mà sống tiếp, anh sẽ gánh vác mọi trách nhiệm. Mặc dù rất cảm động nhưng Hye-su vẫn từ chối anh, rồi nói rằng mình đều không cần hai thứ này, mà chỉ cần anh ly hôn với mình thôi. Bác trai đã đưa số tiền còn lại cho mình rồi, rồi còn nhẫn tâm mà nói với Ji-hun rằng từ trước đến nay cô chưa từng có tình cảm với anh, hiện tại đã đến lúc họ quay về vị trí ban đầu vốn có. Quá nực cười rồi, em cho rằng anh là kẻ ngốc sao? Chúng ta diễn quá nhập tâm rồi, đây là một sai lầm. Hye-su, đó tuyệt đối là một sai lầm, anh hãy quên nó đi nhé. Em đang nghiêm túc đó sao? Vâng, em đang nghiêm túc đó. Khoảnh khắc này như có hàng vạn con dao đang cứa mạnh vào trái tim của Ji-hun. Sau đó Hye-su nói rằng bất cứ lúc nào anh muốn tới tòa thì có thể thông báo cho cô biết. Rồi cô liền đứng dậy quay người rời đi. Ji-hun như phát điên mà đuổi theo Hye-su, hỏi cô có phải bố anh đã nói với cô chuyện gì hay không. Nhưng Hye-su lại vô tình mà nói rằng chuyện này không hề liên quan đến ông ấy, chỉ là giao ước giữa hai người họ đã kết thúc rồi, cho nên tất cả mọi chuyện nên quay về điểm xuất phát rồi. Sau đó lạnh lùng mà rời đi, để lại Ji-hun một mình ở lại đó với đôi mắt đã đỏ hoe tự bao giờ.
Sau khi Hye-su đi đến chỗ mà Ji-hun không thể nhìn thấy được nữa, nước mắt cũng không kìm được nữa mà tuôn như mưa. Làm sao cô ấy lại không yêu Ji-hun cơ chứ? Mẹ của thiếu gia tài phiệt mắc căn bệnh nặng, nhưng lại nhất quyết không chịu làm phẫu thuật mà lại lựa chọn quay về quê. Anh trai sau khi biết chuyện thì vô cùng tức giận, của trách em gái vì sao lại không cùng cháu trai quay về Seoul làm phẫu thuật. Nhưng em gái lại giống như hồi nhỏ bám theo anh trai mình, dính lấy anh trai mà nói rằng bà ấy muốn chết ở đây. Nói xong người anh liền gọi điện cho cháu trai. Em gái chạy tới cướp lấy điện thoại, không muốn anh trai làm phiền Ji-hun. Lẽ nào tôi lại phải giúp cô làm đám tang sao? Cho dù có ra sao, thì sống vẫn tốt hơn là chết. Đừng có cứng đầu nữa, mau quay về làm phẫu thuật ngay. Người anh trai độc miệng là thế, nhưng vẫn không nhẫn tâm nhìn em gái cứ thế mà rời xa thế giới này. Em gái không ngừng nói xin lỗi. Hôm nay bà Mi-jan nhìn thấy anh trai đánh cá trở về, bà lập tức chạy tới vui vẻ mà giúp đỡ ông, nhưng lại nhận được sự chê bai của anh trai. Thật ra là do ông ấy đang lo lắng cho sức khỏe của em gái. Chính vào lúc này, ông Song-guk đã cho thư ký tìm đến tận đây. Vì để con trai mình đoạn tuyệt quan hệ với bà Mi-jan, họ liền đem một số tiền lớn tới để cho anh trai của bà Mi-jan đưa bà ấy rời khỏi đây. Vì phẫn nộ thay cho em gái mà ông ấy liền cầm tiền vứt thẳng vào mặt người thư ký kia, rồi điên cuồng đe dọa anh ta, thậm chí còn suýt nữa ném anh ta xuống biển. May mà em gái kịp thời có mặt để ngăn ông ấy lại. Ji-hun lúc này nhận được điện thoại của bác gọi tới. Trong điện thoại, ông ấy không ngừng mắng chửi bố anh là một tên hèn hạ, thậm chí còn nói bố anh không xứng đáng làm người. Nói với bố cậu nếu như ông ta còn tiếp tục làm như vậy thì sớm muộn cũng gặp báo ứng thôi. Ji-hun sau khi tắt điện thoại liền cảm thấy vô cùng khó hiểu. Tới tối anh trai tới gọi bà Mi-jan ra ăn cơm, kết quả là gọi liền mấy tiếng cũng không thấy em gái đáp lại. Nhìn kỹ lại liền phát hiện em gái đang hôn mê bất tỉnh, rồi còn nôn ra rất nhiều máu. Thế là ông ấy lập tức gọi xe cứu thương tới để đưa bà Mi-jan tới bệnh viện ở Seoul. Sau khi biết tin, ông Song-guk cũng nhanh chóng tới bệnh viện, mà vừa hay lại gặp lại anh trai của bà Mi-jan. Vừa nhìn liền cười đều mà nói xem ra cô ta cũng không sống được bao lâu nữa đâu. Thậm chí còn nói nếu như muốn ghép gan cho em gái, thì gia đình ông ấy sẽ không có ai giúp họ đâu. Cuối cùng ông ta liền nhét cho anh trai bà Mi-jan một số tiền, coi như đó là tiền để lo liệu tang lễ. Cái đồ khốn kiếp nhà ngươi, tao hận không thể tiễn mày đi luôn bây giờ, nhưng tao không muốn làm bẩn tay của mình, đã hủy hoại cả cuộc đời em gái, nay lại còn tới để xem em gái của ông ấy đã chết chưa. Sau đó anh trai bà Mi-jan tức tối mà vứt hết số tiền kia đi, tao sẽ tự mình cứu lấy em gái của mình, tao không cần tiền của nhà chúng mày. Nói xong liền quay người rời đi. Ji-hun biết được bác mình muốn hiến gan cho mẹ thì kích động mà nắm lấy tay của ông ấy mà không ngừng nói cảm ơn. Em gái sau khi tỉnh lại liền phản đối chuyện anh trai ghép gan cho mình, nhưng anh trai lại nói phản đối vô hiệu, cho dù có phải trói bà ấy lại thì cũng phải làm phẫu thuật, đợi đến khi hồi phục bà ấy sẽ phải làm nhiều điều tốt để sau này khi đi gặp bố mẹ bà ấy mới không cảm thấy hổ thẹn. Có một người anh trai như thế này mới tốt làm sao. Khoảnh khắc này bà Mi-jan không kìm nén được hạnh phúc rơi những giọt nước mắt cảm ơn, mà đây cũng có lẽ là những giọt nước mắt của tình thân, cho dù trước đây từng coi nhau như kẻ thù. Cùng lúc này bạn thân cứ bám lấy Hye-su, muốn cô ấy cùng với mình mở một quán ăn nhỏ. Đây vốn là ước mơ của Hye-su, nhưng Hye-su lại từ chối lời yêu cầu của bạn thân. Bạn thân hiểu nhầm rằng Hye-su sợ mình sẽ lấy mất tiền của cô ấy. Cuối cùng Hye-su liền nói bí mật của mình cho bạn thân nghe. Sau khi biết được chân tướng, bạn thân liền ôm lấy Hye-su vào lòng mà khóc lớn. Ngày hôm sau Hye-su tìm đến chỗ giám đốc Park để xin nghỉ việc. Nhìn thấy Eun Se-ong nhảy nhót trên giường của Ji-hun, cô lập tức ôm cô bé xuống rồi rời đi. Hye-su nói với con gái mình và Ji-hun không hề kết hôn, cho nên họ phải chuyển khỏi đây. Eun Se-ong luyến tiếc không muốn rời xa chú Ji-hun. Con đã bảo mẹ đừng cãi nhau với chú mà, con sẽ bảo chú tới làm lành với mẹ. Nghe thấy tiếng khóc của Eun Se-ong, Ji-hun thực lòng rất xót xa, nhưng họ nào có biết cô cũng muốn ba người họ được hạnh phúc ở bên nhau. Tới tối, lúc Hye-su đang phơi quần áo, vừa nhìn thấy Ji-hun cô liền quay đầu rời đi. Ji-hun gọi cô lại, anh hỏi lại em một lần nữa, đối với em, anh thực sự không là gì sao? Em đã trả lời rồi mà, em cảm thấy anh là một tên ngốc không phân biệt được đâu là thật lòng, đâu là rung động nhất thời sao? Hye-su thấy vậy liền đổi chủ đề hỏi bao giờ họ sẽ ra tòa, sau đó quay người lập tức rời đi. Cùng lúc đó anh trai của Ji-hun đang lén lút ở sau lưng điều tra Ji-hun, muốn nhân cơ hội để đuổi anh ra khỏi công ty. Sau khi biết được bí mật về chuyện kết hôn giả của Ji-hun, Jong-hun vui vẻ quay về nhà nói hết chuyện này với bố mẹ. Không ngờ rằng bố anh không những không tức giận mà còn mắng cho anh ta một trận. Hóa ra ông Song-guk sớm đã biết hết chuyện này rồi. Còn người anh trai vì không muốn Ji-hun sống yên ổn mà bắt đầu lan truyền tin đồn kia ra khắp công ty rằng Ji-hun bị một nhân viên nhà hàng lừa tình lừa tiền. Sau khi nghe thấy nhân viên nói những lời không hay về mình, Ji-hun cảm thấy vô cùng khó chịu. Còn Hye-su ở bên này cũng không thể sống yên ổn với những lời đồn đại kia. Họ nói cô cố ý tiếp cận Ji-hun chỉ để lừa tiền. Đầu bếp chính không tin Hye-su là loại người này, bất bình mà lên tiếng thay cô. Hôm nay Hye-su mang há cảo tới để thăm mẹ chồng, phát hiện mẹ chồng đang bày hàng trong thời tiết giá lạnh, phải ăn mì để làm nóng người. Cô nhìn thì vô cùng xót xa cho bà, nhưng mẹ chồng lại sợ rằng cô đến đây thăm bà ấy thì sẽ khiến bạn trai của cô không vui. Hye-su nói với bà ấy rằng mình đã chia tay với Ji-hun rồi. Mẹ chồng liền an ủi cô đừng buồn, nếu đã không có duyên phận thì cũng đừng nên miễn cưỡng. Hye-su nhờ vả mẹ chồng một chuyện, sau này có thể bản thân cô rất bận nên muốn nhờ mẹ chồng thỉnh thoảng tới giúp cô chăm sóc cho Eun Se-ong. Được chăm sóc cho cháu gái của mình, mẹ chồng đương nhiên vui vẻ nhận lời. Sở dĩ Hye-su nói bản thân mình bận việc
Thực ra là vì để dành thời gian tới bệnh viện tiến hành trị liệu, cô ấy lén lén giấu tất cả mọi người đến bệnh viện để làm hóa trị. Nhìn thấy những người bệnh khác đều có người nhà đi cùng, Hye-su cũng cảm thấy có chút thất vọng. Hye-su sau khi về nhà hàng liền biết được từ chỗ quản lý, mẹ của Ji-hun đã phải nhập viện. Cô vội vàng về nhà sắp xếp mọi chuyện cho con gái, rồi chuẩn bị đi tới bệnh viện thăm bà ấy. Đột nhiên một cơn đau ập đến từ ngực cô. Sau đó Hye-su vội chạy vào nhà vệ sinh để nôn, nhưng vẫn không quên quay lại đóng cửa. Cô ấy không muốn con gái nhìn thấy bộ dạng đau khổ này của mình. Sau khi biết Hye-su mắc bệnh bản thân trong lúc làm móng cho khách, tay cứ bất giác mà run lên. Cô ấy đau lòng thay cho người bạn khổ mệnh của mình. Hye-su gọi điện cho bạn thân, nhờ cô ấy tới chăm sóc cho con gái mình. Đợi đến khi con gái ngủ say, Hye-su bắt đầu nguyện cầu, "Tôi còn rất nhiều chuyện phải làm. Tôi muốn đọc sách cho Eun-seo nghe, muốn chứng kiến con bé đi học." Sau khi bạn thân tới thì Hye-su lập tức ra ngoài, đã muộn thế này rồi cô ấy còn muốn đi đâu cơ chứ? Hóa ra cô ấy muốn tới bệnh viện để thăm mẹ Ji-hun. Nhìn thấy mẹ của Ji-hun nằm trên giường bệnh, Hye-su đau lòng mà rơi nước mắt. Bác của Ji-hun nhận ra Hye-su vì không thể làm được phẫu thuật nên Hye-su vẫn luôn cảm thấy rất áy náy. Sau khi biết được bác của Ji-hun đồng ý hiến gan cho bà Mi-jan, Hye-su cuối cùng cũng có thể yên tâm, rồi nắm lấy tay của ông ấy rồi không ngừng nói lời cảm ơn. Cô ấy biết sự tồn tại của bà Mi-jan đối với Ji-hun quan trọng đến mức nào. Lúc rời đi, Hye-su lại chạm mặt Ji-hun. Ji-hun dùng ngữ khí lạnh lùng rồi nói với Hye-su rằng, từ nay về sau cô không cần phải đến đây nữa, dù sao thì giao ước của hai người họ đã kết thúc rồi. Nhưng khi Ji-hun biết được từ chỗ bác rằng Hye-su vừa mới đau lòng mà khóc lóc trước mặt ông ấy, Ji-hun vẫn không thể kìm nén được cảm xúc mà chạy theo Hye-su. Anh lặng lẽ đi theo phía sau lưng cô, chính vào lúc Hye-su suýt chút nữa bị xe đụng. Ji-hun đã kịp thời chạy tới ôm lấy cô vào lòng. Em điên rồi sao? Suýt nữa thì em bị xe đụng rồi đó. Hye-su đẩy Ji-hun ra rồi đi về phía trước. Ji-hun chặn Hye-su lại rồi nói lời xin lỗi với cô, rồi nói hết những lời trong lòng mình ra với Hye-su. Anh chỉ muốn giữ em lại ở bên cạnh. Anh sẽ ly hôn với em. Nếu em đã muốn ly hôn như vậy, thì anh sẽ ly hôn. Nhưng cầu xin em có thể ở lại bên cạnh anh được không? Thực sự anh không thể nào đánh mất em được. Anh xin lỗi. Tất cả đều là lỗi của anh. Làm ơn hãy tha thứ cho anh. Chỉ lần này thôi. Làm ơn hãy tha thứ cho anh lần này. Hye-su. Hye-su cố gắng kìm nén nỗi nhớ của mình dành cho Ji-hun. Cuối cùng vẫn nhẫn tâm mà từ chối anh. Vừa lướt qua vai anh, nước mắt cô đã không ngừng mà rơi xuống. Khoảnh khắc này Ji-hun thực sự cảm thấy trái tim mình đau như cắt. Sau khi về nhà, cơ thể của Hye-su lại lần nữa có phản ứng với thuốc. Cô vội vàng chạy vào nhà vệ sinh để nôn thốc nôn tháo. Hye-su tiện tay chỉnh lại tóc, nhìn thấy số tóc rụng ở trong tay. Rồi cô lại nhìn về phía cô con gái đang ngủ ở bên ngoài. Nội tâm của Hye-su trở nên vô cùng bất an. Ngày hôm sau, Hye-su đang dọn dẹp đồ đạc để chuyển ra khỏi nhà hàng. Eun-seong hỏi mẹ rằng họ nhất định phải chuyển đi sao. Cô bé không hiểu vì sao mẹ lại chia tay với chú Ji-hun. Thậm chí Eun-seong còn trốn ở một góc mà không chịu rời đi, bởi vì cô bé không nỡ rời khỏi nơi này. Cô bé mới cảm nhận được sự hạnh phúc khi có bố, giờ đây lại phải trở thành một đứa trẻ mồ côi. Thấy vậy, Hye-su liền nén nỗi đau dứt khoát mà bỏ đi. Eun-seong thấy thế liền lập tức đuổi theo, ngoan ngoãn cùng mẹ rời khỏi đây. Eun-seong tựa lên vai mẹ mà vẫy tay tạm biệt chú Ji-hun. Nhìn thấy cảnh tượng này mới xót xa làm sao. Sau khi chuyển nhà, Eun-seong cứ buồn bã. Cho dù mẹ có dỗ dành cô thế nào, có mua món kem mà cô bé thích nhất, thì Eun-seong cũng không thể vui vẻ nổi. Tới tối, vì quá nhớ nhung Hye-su mà Ji-hun đã tới quán bar để mượn rượu giải sầu. Nhìn thấy chiếc nhẫn cầu hôn mà đau lòng khôn tả. Cùng lúc này, Hye-su cũng đang nhìn ngắm bức ảnh cả gia đình mà nhớ nhung Ji-hun. Vì uống quá nhiều mà Ji-hun bất giác chạy đến trước nhà bạn thân Hye-su gõ cửa, làm cho Hye-su tỉnh giấc. Ji-hun mượn rượu để lấy hết dũng khí, mà nói với Hye-su hãy quên hết những lời hôm trước mà anh nói với cô đi. Hiện tại anh đã hối hận rồi. Tình cảm mà anh dành cho cô đã không còn như ngày trước nữa. Nhất định là anh bị điên rồi. Nếu như anh khiến em cảm thấy không thoải mái, thì anh xin lỗi nhé. Không sao cả, anh không cần phải xin lỗi. Thế nhưng thực ra là anh ấy đã yêu Hye-su đến phát điên rồi. Nói rồi còn mượn rượu để động tay động chân với Hye-su. May mà bạn thân đã kịp thời tới ngăn cản anh ấy lại. Sau khi tỉnh lại, Ji-hun vô cùng sầu não. Bà nãy bạn thân anh đã làm chuyện bỉ ổi gì với Hye-su cơ chứ? Ngày hôm sau khi đi làm, Hye-su lại đem tương cà bỏ vào trong ngăn đông của tủ lạnh. Mà lỗi sai này đã không phải là lần một lần hai nữa. Hye-su biết rõ rằng chuyện này là do căn bệnh u não của cô làm ra. Bản thân cô đã bắt đầu quên mọi thứ rồi. Ji-hun vô tình đi qua đó nghe được đầu bếp đang trách cứ Hye-su, nhưng lại lạnh lùng mà rời đi. Sau khi tan làm, Hye-su tới bệnh viện tái khám. Cô đột nhiên nhận được tin nhắn của Ji-hun, hẹn cô ngày mai tới tòa để hoàn thành thủ tục ly hôn. Hye-su lúc này cảm thấy vô cùng trống rỗng, mà quên mất chiếc túi ở bệnh viện. Mà Ji-hun đang tập gym thì bỗng nhận được điện thoại của Hye-su. Hóa ra cô bé này nhặt được túi của Hye-su ở băng ghế bệnh viện, phát hiện Ji-hun là người liên lạc gần đây nhất với Hye-su cho nên mới gọi điện cho anh. Anh vội vàng vàng chạy tới bệnh viện. Cô bé so sánh tấm ảnh ở trên màn hình. Sau khi xác nhận Ji-hun là người nhà của chủ nhân điện thoại, cô bé liền trả lại điện thoại vào túi cho Ji-hun. Lúc này anh ấy vô tình phát hiện ra trong túi của Hye-su có một đơn thuốc của ngoại khoa thần kinh. Thế là Ji-hun liền cầm theo đơn thuốc kia tới hỏi bác sĩ. Kết quả lại bị bác sĩ giáo huấn trong một trận, chất vấn anh ấy làm chồng kiểu gì mà chưa một lần tới cùng vợ trị liệu. Ji-hun cảm thấy vô cùng hoang mang. Trị liệu đau đớn là ý gì ạ?
Anh không biết sao, cô ấy mắc bệnh gì sao, anh thực sự không biết sao. Bác sĩ nói rõ ràng bệnh tình của Hye-su cho Ji-hun biết. Hye-su lúc này mới vội vàng quay lại bệnh viện để tìm túi. Ji-hun để túi của cô ở chỗ lễ tân rồi lén lút nấp ở một góc, mà lặng lẽ nhìn người con gái mà mình yêu thương rời đi. Ji-hun sau khi về nhà hàng liền tới căn phòng trống không của hai mẹ con Hye-su, rồi nhớ lại lúc ký kết giao ước Hye-su lại kiên cường như vậy. Lúc đó đáng ra anh nên nhận ra sự bất thường này. Nhìn thấy bức tranh một nhà ba người mà Eun Se-young vẽ, Ji-hun không kìm nén được nỗi đau mà bật khóc. Khoảnh khắc này anh ấy vô cùng hối hận vì sao bản thân mình lại ngốc nghếch như vậy. Người con gái mà mình yêu thương bị căn bệnh quái ác kia giày vò, nhưng anh ấy lại không hề biết gì hết. Hôm nay là ngày mà bà mẹ đơn thân và thiếu gia nhà Tài Phiệt ly hôn. Vì để Ji-hun không nhìn ra bệnh tình của mình, cô ấy dứt khoát mà lấy kéo cắt phăng mái tóc của mình đi. Hye-su vừa cắt vừa khóc, nhưng cô ấy thực sự không còn sự lựa chọn nào khác. Sau đó cô trang điểm nhẹ nhàng, chuyện này khiến bạn thân vô cùng kinh ngạc. Hye-su liền nói dù sao đây cũng là lần cuối cô gặp Ji-hun, cô muốn trang điểm xinh đẹp một chút, mà Ji-hun đã đợi ở trước cửa tòa án từ sớm. Nhìn thấy mái tóc ngắn của Hye-su, Ji-hun có hơi ngạc nhiên. Tiếp đó anh đề nghị hai người hãy đi ăn cùng nhau một bữa cơm cuối cùng, rồi lại cùng nhau tới rạp chiếu phim xem phim. Sau khi xem xong, hai người cùng nhau tản bộ dưới tán hoa anh đào. Sở dĩ Ji-hun làm những chuyện này chỉ là muốn được ở cùng Hye-su nhiều thêm một lúc. Anh đang đợi Hye-su chủ động nói bí mật của cô với mình. Còn Hye-su thì lại cho rằng anh đang cố tình kéo dài thời gian, chứ thực chất không muốn đi ly hôn. Không còn cách nào khác, Ji-hun chỉ có thể hoàn thành xong thủ tục ly hôn với cô. Đợi sau khi Hye-su làm xong, Ji-hun liền lấy lại tờ đơn ly hôn rồi vò nát nó. Anh đang làm gì vậy? Anh nói cho em biết, anh không thể ly hôn với em được. Sao cơ? Tố cáo anh đi, anh điên rồi sao? Đúng vậy, rồi xé nát tờ đơn ly hôn kia trước mặt Hye-su, rồi thân tình mà nói với cô, anh sẽ cứu em. Hye-su nhất thời như chết lặng, anh sẽ cứu em đã cứu vớt cuộc đời của anh cũng sẽ cứu em. Căn bệnh đó thì sao chứ, đừng tự dày vò bản thân mình như thế chứ. Người con gái như em sắp khiến anh phát điên rồi. Hye-su lúc đó rõ ràng đã biết bản thân mắc bệnh, vậy mà vẫn ký vào bản hợp đồng kia. Ji-hun mắng cô là đồ ngốc, nếu như cô chết đi thì anh phải làm sao? Hye-su trốn tránh câu hỏi này của anh rồi cầu xin Ji-hun hãy ly hôn với mình. Chỉ có như vậy thì cô mới có thể lấy được tiền từ chỗ bố anh, và sau này cuộc sống của Eun Se-young mới được bảo đảm. Nghe thấy vậy thì Ji-hun liền bảo Hye-su hãy lợi dụng mình đi. Chỉ cần cô không ly hôn với mình thì cô muốn sao cũng được. Nhưng Hye-su lại nói rằng nếu như cứ duy trì cuộc hôn nhân này, thì bản thân cô sẽ thực sự kiệt quệ cả về thể xác và tinh thần mất. Thực sự quá là đau lòng rồi. Anh sẽ ly hôn với em, thế nhưng không có nghĩa là anh sẽ bỏ rơi em. Anh muốn sau này cô phải nghe lời mình. Khoảnh khắc này Hye-su thực sự đã đau đớn đến tột cùng rồi. Cô đau lòng mà dựa vào lòng Ji-hun mà khóc lớn. Lúc này hai con người thực lòng yêu nhau, cuối cùng đã gỡ bỏ được vách ngăn của trái tim. Ji-hun tìm đến chỗ bác sĩ trị liệu chính của Hye-su để lấy bệnh án của cô, dự định sẽ đưa cô sang Mỹ để chữa trị. Hye-su cũng tới chào tạm biệt mọi người trong nhà hàng, nhưng đầu bếp không nỡ để cô rời đi. Tuy nhiên, cuối cùng vẫn tôn trọng quyết định của cô. Hôm nay Hye-su lại một mình tới bệnh viện để tiếp nhận trị liệu. Vừa mới hóa trị xong, Hye-su cảm thấy vô cùng yếu ớt. Chính vào lúc này, Ji-hun bước tới đưa nước cho cô, rồi tận tâm mà lau mồ hôi giúp cô. Sau đó đưa Hye-su đi ăn món canh mà cô yêu thích nhất. Nhưng Hye-su vừa mới thử một miếng liền muốn nôn. Điều này khiến Ji-hun vô cùng đau lòng. Sau khi ăn xong, anh liền lẽo đẽo đi theo sau Hye-su, sợ rằng cô sẽ xảy ra chuyện gì. Cho đến tận khi Hye-su nổi giận, anh mới dừng lại. Khi Hye-su vừa bước đến trước cửa, liền bị tên chủ nợ trước đây chặn lại. Hóa ra anh trai của Ji-hun sau khi biết được chuyện kết hôn giả của em trai, anh ta liền lên kế hoạch để lấy được giấy chứng thực buôn bán gan của em trai từ chỗ Hye-su, muốn nhờ đó mà lật đổ Ji-hun. Khi Hye-su biết được chân tướng thì lập tức từ chối. Cho dù đối phương có ra giá thù lao lên đến 50 tỷ won, cô ấy cũng không hề rung động, trực tiếp xé nát tờ giấy được gọi là giấy chứng thực kia đi. Hye-su nói rằng mặc dù cô rất cần tiền nhưng cô không phải là một con người hèn hạ. Hye-su chủ động đưa Eun Se-young tới nhà mẹ chồng để hai bà cháu họ có thời gian bên nhau, rồi tạm thời gửi gắm cô bé ở đây để mẹ chồng chăm sóc, nói rằng bản thân muốn đi du lịch một chuyến để giải khuây. Mẹ chồng nghe thấy vậy thì lập tức nhét vào tay cô một ít tiền, hy vọng cô có thể chơi vui vẻ một chuyến. Sau đó Hye-su ngồi lên xe rồi tắt nguồn điện thoại, vì để bản thân mình không liên lụy đến người yêu và người thân bên cạnh, nên cô đã lén trốn về quê. Cô muốn quay lại nơi mà mình đã từng sinh sống. Nhưng khi Hye-su đến bên bờ biển, thì ký ức hạnh phúc của cô và Ji-hun cứ ùa về trong đầu cô. Hye-su bất giác đến quán ăn nhỏ trước đây mà bà nội từng mở. Cô bé mồ côi bố mẹ như Hye-su cùng với bà nội nương tựa vào nhau mà chung sống. Bây giờ quán ăn vẫn còn đó, nhưng bà nội đã rời xa cô từ lâu rồi. Mà Ji-hun lúc này vì không thể liên lạc được với Hye-su, đang điên cuồng mà đi tìm cô. Anh ấy đến tiệm làm móng của bạn thân thì biết được Hye-su đã tới nhà mẹ chồng. Không ngờ rằng mẹ chồng cũng giống như anh, không thể liên lạc được với Hye-su. Mà Ji-hun lúc này nhìn thấy Eun Se-young thì vô cùng hạnh phúc. Còn mẹ chồng nhìn thấy anh thì lập tức thay đổi sắc mặt, rồi bảo anh đừng có mà bám lấy con dâu của mình nữa. Mà Ji-hun lúc này cảm thấy vô cùng bất lực. Còn Hye-su lúc này thì vì căn bệnh u não chuyển biến xấu mà đang đau đớn nằm trong nhà trọ. Cho dù cô có uống thuốc thì vẫn đau đớn đến mức không ngủ được. Hye-su cố gắng cầm điện thoại lên để mở nguồn, nghe thấy lời nhắn mà Eun Se-young và Ji-hun gửi đến cho mình,
Hye-su lúc này đã đau đớn đến mức không thể chịu được nữa. Cô muốn uống một ít thuốc giảm đau, nhưng lại làm đổ cả nước lẫn thuốc xuống sàn. Còn Ji-hun thì vẫn không tìm thấy Hye-su mà lòng nóng như lửa đốt. Cứu tôi với, cứu tôi với. Làm ơn, Hye-su dùng chút sức lực cuối cùng để gọi điện cho Ji-hun. Run rẩy mà nói với anh rằng, em đang rất mơ hồ. Sau này sẽ càng nghiêm trọng hơn. Có thể em sẽ biến thành một người khác, biến thành một người con gái mà anh không nhận ra. Có vậy cũng không sao ư. Ji-hun kìm nén nỗi đau mà hỏi rằng Hye-su đang ở đâu. Anh lái xe cả đêm để tới nhà trọ nơi Hye-su đang ở. Nhìn thấy Hye-su vì quá đau mà ngồi gục trước cửa, Ji-hun vội vàng chạy tới đỡ lấy gương mặt của người con gái mà anh yêu mà nói với cô rằng, cho dù sau này em biến thành bộ dạng như thế nào, cho dù em có trở nên tệ hại hơn hiện tại đến mức độ nào, đều không sao hết, cho dù có xảy ra chuyện gì, thì em sẽ mãi là Hye-su mà anh yêu. Hye-su bị Ji-hun làm cho cảm động vô cùng. Cô lựa chọn sẽ không trốn tránh đoạn tình cảm này nữa. Cô nhào tới ôm chặt lấy anh vào lòng. Hai người ôm lấy nhau rồi cùng khóc lớn. Sáng sớm ngày hôm sau, Ji-hun đã dậy từ sớm ra ngoài mua đồ, rồi chuẩn bị một bữa sáng thịnh soạn cho Hye-su. Hye-su cảm ơn Ji-hun vì tất cả mọi chuyện mà anh đã làm cho cô. Ji-hun liền nói nếu em muốn cảm ơn thì hãy hôn anh một cái. Câu nói này của anh khiến Hye-su vô cùng ngại ngùng. Ji-hun nói với Hye-su rằng anh nhất định sẽ giúp cô chữa khỏi bệnh. Anh ấy đã liên hệ với chuyên gia hàng đầu của Mỹ, nhưng trước mắt anh muốn Hye-su hãy đồng ý với mình, sau này không được bỏ chạy nữa. Nói xong anh còn bắt cô móc tay với anh để giữ lời hứa, nhân cơ hội đó mà đeo lên chiếc nhẫn cầu hôn lên tay của cô. Được rồi, móc tay rồi nhé, như thế này có phải tốt không? Yêu anh nào, em cứ thử chạy đi lần nữa mà xem, anh sẽ đuổi theo em đến tận chân trời góc bể. Ôi mẹ ơi, chiều này mới đỉnh làm sao. Hye-su hoàn toàn bị lời nói ngọt ngào của Ji-hun làm cho cảm động. Sau đó Ji-hun lái xe đưa Hye-su về nhà mẹ chồng. Không ngờ rằng khi mẹ chồng biết tin Hye-su và bạn trai đã làm lành với nhau, không những không tức giận mà còn cổ vũ cô và Ji-hun về bên nhau. Có thể nhìn ra cậu ấy đối xử rất tốt với Eun Seong, nhất định sẽ là một người đàn ông tốt. Hye-su nghe thấy vậy vô cùng cảm động. Cùng lúc đó Ji-hun cũng nhận được câu trả lời của vị giáo sư bên Mỹ. Kết quả của họ giống với kết quả mà trước đây Hye-su đã được chẩn đoán. Tình hình của Hye-su không được lạc quan. Điều này khiến Ji-hun vô cùng thất vọng. Anh không dám nói kết quả này với cô nên tạm thời đã lựa chọn giấu kín chuyện này. Mà bên này Jong-hun đang vui vẻ vì nắm được điểm yếu của em trai. Nhưng anh ta nào có biết rằng bố của mình sớm đã biết hết mọi chuyện. Ông ấy đi tới giáo huấn cho Jong-hun một trận, rồi còn lấy ra chứng cứ Jong-hun lén sử dụng tiền của công ty. Jong-hun lập tức quỳ xuống cầu xin bố hãy cho mình một cơ hội. Nhưng chủ tịch Song-guk đã hoàn toàn thất vọng với người con trai vô dụng này. Sau đó Ji-hun chủ động tìm đến chỗ của bố để nộp đơn từ chức. Anh ấy đã quyết định sẽ rời khỏi cuộc tranh đấu lợi ích của gia tộc. Anh muốn cùng với Hye-su sống những ngày tháng yên bình. Nghe đến đây thì chủ tịch vô cùng phẫn nộ. Ông ấy cho rằng tất cả chuyện này đều do Hye-su gây ra. Thế là ông ta lập tức cho thư ký tìm đến chỗ Hye-su. Ông Song-guk biết tin Hye-su mắc bệnh u não, vậy mà vẫn ký vào giao ước hiến gan cho mẹ Ji-hun. Ông liền cảm thấy người phụ nữ tâm cơ này quả nhiên vì tiền mà chuyện gì cũng dám làm. Ông chất vấn Hye-su đã cho con trai mình uống thứ bùa ngải gì mà Ji-hun lại vì cô tìm đến tận giáo sư hàng đầu của Mỹ, thậm chí đến sự nghiệp của gia tộc cũng không màng. Sau đó ông ấy liền đưa kết quả chẩn đoán chuyển từ Mỹ đến cho cô, hy vọng Hye-su có thể rời xa con trai mình. Hye-su cầm theo tờ chẩn đoán kia đưa cho bác sĩ chữa trị của mình. Sau khi biết kết quả, quả nhiên không hề khả quan. Cùng lúc này Ji-hun đang đứng ở bên ngoài phòng phẫu thuật để chờ đợi. Hóa ra hôm nay là ngày tiến hành phẫu thuật của mẹ và bác. May mắn thay cuộc phẫu thuật vô cùng thành công, mẹ anh cuối cùng cũng đã được cứu, không bao lâu sau là đã có thể bình phục rồi. Còn Hye-su lúc này thì lại vô cùng đau lòng. Cô nhìn ngắm chiếc nhẫn đính hôn Ji-hun tặng cho mình mà không ngừng rơi nước mắt. Cô ấy không muốn chết cũng không muốn rời xa Ji-hun. Lúc này Ji-hun gửi tin nhắn muốn hẹn cô ra gặp mặt, một nhà ba người cùng nhau đi dạo. Hye-su liền hỏi Ji-hun về kết quả chẩn đoán của chuyên gia người Mỹ. Ji-hun liền nói dối cô rằng kết quả rất tốt, chỉ cần tích cực trị liệu là có thể bình phục. Anh bảo cô đừng nghĩ ngợi lung tung, mà không biết rằng Hye-su đã lấy được bản kết quả kia từ chỗ bố anh rồi. Hai người giao hẹn với nhau rằng nhất định phải kiên trì, không được từ bỏ. Nhìn thấy bố và mẹ đang hôn nhau, Eun Seong vội vàng chạy tới góp vui. Gia đình họ cũng thật là hạnh phúc quá đi. Ngày hôm sau Hye-su chủ động đến tìm bố của Ji-hun. Cô trả lại số tiền trong giao ước mà trước đây ông ta đã đưa cho cô. Bố của Ji-hun thấy vậy thì cảm thấy vô cùng nghi hoặc, nhưng Hye-su liền nói cô ấy không làm phẫu thuật. Lúc đó vì sợ bản thân chết đi con gái sẽ không có chỗ dựa, mà số tiền này vốn không thuộc về cô. Nếu như dùng số tiền này để nuôi lớn con gái, người làm mẹ như cô ấy sẽ cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Cô ấy muốn mình có thể trở thành một người mẹ, khiến con gái phải cảm thấy tự hào khi nhắc về mình. Bố của Ji-hun lần đầu tiên có cái nhìn khác về Hye-su. Hôm nay Ji-hun chủ động công khai bí mật chuyện bản thân kết hôn giả trước các cổ đông, rồi chính thức từ chức, mà chuyện này đã khiến bố anh vô cùng phẫn nộ. Bố vốn muốn để Hye-su chịu mọi trách nhiệm, thế nhưng Ji-hun lại vì bảo vệ cô ấy mà lại hủy hoại tiền đồ của bản thân. Sau khi rời khỏi công ty, Ji-hun cảm thấy một sự thoải mái trước nay chưa từng có. Tới tối anh ấy không thể chờ đợi được nữa mà cầm theo một bó hoa tới tìm Hye-su. Anh chậm chậm bước về phía cô, hai người họ ôm chầm lấy nhau. Khoảnh khắc này Hye-su cảm thấy được sự hạnh phúc mà trước nay cô chưa từng có. Một nhà ba người bắt đầu cuộc sống hạnh phúc thuộc về chính họ. Trên bàn ăn, Ji-hun thậm chí còn muốn Eun Seong đổi cách xưng hô gọi mình là bố. Bố ạ, Eun Seong à.
gọi lại lần nữa đi con, bố ơi, trời ơi, con gái ngoan của bố. Ji-hun vui vẻ mà cười suốt bữa ăn. Còn bố của Ji-hun lúc này thì đang vô cùng khổ sở. Ông ấy không chỉ phải xử lý một đống chuyện ở công ty, sau khi về nhà còn phải nhìn thấy cậu con trai vô dụng bất tài suốt ngày chỉ biết lêu lổng của mình. Thế là ông ấy liền tức tối mà đưa Jong-hun tới công ty con của mình ở Mỹ. Mẹ của Jong-hun không thể chịu nổi sự thiên vị của ông Song-gok, thế là bà ấy liền quyết định sẽ cùng con trai sang Mỹ sinh sống. Cuối cùng ở căn biệt thự to lớn kia, giờ đây chỉ còn sót lại một mình ông Song-gok cô đơn. Cùng lúc đó, bệnh tình của Hye-su ngày càng nghiêm trọng, số lần cô đi nôn càng ngày càng nhiều. Điều này khiến Hye-su vô cùng bất an. Ngày hôm sau khi cô lại lần nữa tới trị liệu, bác sĩ lại khuyên cô nên tạm dừng trị liệu, bởi vì cơ thể của Hye-su thực sự đã quá yếu, dẫn đến hệ miễn dịch của cô ấy cũng rất kém. Tác dụng phụ của hóa trị sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của cô. Nếu tiếp tục trị liệu nhiều khi sẽ gây ra phản ứng ngược. Không có cách nào khác, Hye-su đành tạm dừng trị liệu. Sau khi Ji-hun biết tin thì vô cùng tức giận, rồi nổi giận với bác sĩ điều trị cho Hye-su. Sau đó anh lại cầu xin bác sĩ hãy cứu lấy Hye-su. Bác sĩ, làm ơn hãy giúp tôi, hãy cứu lấy cô ấy. Chúng ta nhất định phải cứu Hye-su. Thế nhưng sau khi anh nhìn thấy Hye-su đang ngồi ngây ngốc ở một góc, lập tức điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra rồi tới an ủi cô. Anh đưa cô đi ăn những món mà cô muốn ăn. Ji-hun đề nghị đổi một bệnh viện khác cho Hye-su, nhưng Hye-su lại từ chối, rồi còn nói dối Ji-hun rằng bác sĩ nói em đang có chuyển biến tốt, anh đừng quá lo lắng. Em nói thật mà, anh nhìn xem em ăn được nhiều chưa này. Nghe thấy câu nói này, Ji-hun càng cảm thấy xót xa. Hye-su ăn mãi rồi nước mắt cứ bất giác mà rơi xuống. Ji-hun mua một căn nhà mới cho riêng họ, anh còn bố trí một căn phòng công chúa cho Eun-seong. Điều này khiến Hye-su vô cùng cảm động. Eun-seong cứ luôn miệng gọi bố khiến Ji-hun như bị mê hoặc. Hye-su hy vọng thời gian có thể dừng lại mãi mãi ở khoảnh khắc này. Tới tối, Hye-su ngắm nhìn con gái đang ngủ say thì vô cùng đau lòng. Cô sợ rằng sau này một ngày nào đó bản thân mình đột ngột rời xa con, sẽ không có ai thay thế cô chăm sóc cho Eun-seong. Thế là hôm sau Hye-su lại tìm đến chỗ mẹ chồng, cùng với bà vui vẻ ăn một bữa cơm. Hye-su thương xót cho người mẹ chồng trời đông giá rét vẫn phải bày hàng ra bán. Mẹ chồng nhìn thấy sắc mặt càng ngày càng kém của Hye-su, cơ thể cũng càng ngày càng gầy thì vô cùng lo lắng. Hye-su liền nhân cơ hội này để bộc bạch với mẹ chồng về căn bệnh u não mà mình đang mắc phải. Nếu như một ngày cô rời xa thế giới này, cô ấy hy vọng mẹ chồng có thể thay mình chăm sóc cho Eun-seong. Mẹ chồng nghe thấy vậy thì như chết lặng. Cùng lúc đó, Ji-hun cũng tới nói hết mọi chuyện cho mẹ biết, hy vọng bà ấy sẽ ủng hộ chuyện mình và Hye-su đến với nhau. Nhưng mẹ anh lại không đồng ý, thử hỏi xem trên thế giới này có bà mẹ nào muốn nhìn thấy con cái của mình nhảy vào bể lửa cơ chứ. Bệnh tình hiện tại của Hye-su sau này sẽ vô cùng đau đớn. Bà Mi-jan biết rằng Hye-su là một cô gái tốt, nhưng bà ấy cũng thương xót cho con trai mình. Ji-hun bảo mẹ không cần phải lo lắng, tất cả mọi chuyện đều là anh ấy cam tâm tình nguyện. Người mẹ không còn cách nào khác chỉ đành tôn trọng lựa chọn của con trai. Cùng lúc này, Hye-su đang tới siêu thị mua thức ăn. Cô muốn nhân lúc bản thân mình chưa phát bệnh để nấu cho Ji-hun một bữa thật ngon. Hye-su sau khi về nhà thì liền bắt đầu trổ tài nấu ăn. Đột nhiên một cơn đau bỗng dưng ập đến, cuối cùng cô liền đau đớn mà ngã gục xuống. Eun-seong nhìn thấy cảnh này thì liền bị dọa sợ. Eun-seong đừng qua đây, đừng qua đây, mẹ ơi con đừng qua đây mà. Đứng ở đó, Eun-seong trong chốc lát liền bị dọa sợ. May mà bạn thân của cô kịp thời có mặt để bế cô bé lên. Hye-su ngồi dưới đất mà không tài nào đứng dậy nổi, rồi lại không cẩn thận mà bị chiếc chảo nóng kia làm bỏng. Cô đau đớn mà khóc lớn. Lúc này khi Ji-hun tới nơi thì liền thấy Eun-seong đang khóc lớn ở bên ngoài. Sau khi vào bên trong thì liền nhìn thấy Hye-su đang bất lực mà dựa vào tường. Ji-hun kìm nén nỗi đau trong lòng mà nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Hye-su. Nhìn thấy vết bỏng trên tay cô, anh liền lấy một tô đá để giúp cô xử lý vết thương, rồi còn trêu chọc Hye-su rằng nhìn thấy chồng về mà lại vui vẻ đến mức này sao, làm phòng bếp rối tung lên hết cả rồi. Bị người mình yêu thương nhìn thấy dáng vẻ bi thảm của bản thân, Hye-su cảm thấy vô cùng xấu hổ. Ji-hun liền kéo cô vào trong lòng rồi không ngừng an ủi cô. Sau đó bạn thân đưa Eun-seong tới nhà hàng để thăm mấy chú mèo của cô bé, để Hye-su và Ji-hun có không gian riêng tư. Hye-su bắt Ji-hun đồng ý với mình rằng sau khi cô rời xa thế giới này, anh phải quay về nơi vốn dĩ thuộc về anh, rồi còn hy vọng anh ấy có thể thỉnh thoảng tới thăm Eun-seong. Em đang đùa với anh sao? Ai nói em có thể đi? Đi đâu cơ chứ? Vì sao em lại như thế này hả? Mau thu lại những lời nói vừa rồi của mình đi. Lập tức thu lại. Được rồi, em sẽ thu lại mà. Thu lại hết tất cả. Hye-su cảm thấy hơi đau đầu nên đã về phòng nghỉ ngơi. Còn Ji-hun thì cố gắng ăn hết đồ ăn mà Hye-su làm, mà nước mắt thì cứ rơi lã chã. Còn Hye-su ở trong phòng cũng đang khóc không thành tiếng. Vừa tỉnh lại, Hye-su đã nhìn thấy hình trái tim mà Ji-hun vẽ cho mình. Lúc này cô ấy bỗng nhận được điện thoại của mẹ chồng. Con nghe kỹ lời mẹ nói này, con đừng có cảm thấy bản thân mình sắp chết rồi, thật là điên mất thôi. Những lời trước đó của con mẹ sẽ coi như là chưa nghe thấy. Mẹ đã đánh mất con trai của mình rồi, lần này mẹ không thể đánh mất cả con được. Kiên cường lên, phải sống tiếp. Con nhất định phải sống tiếp, nghĩ đến Eun-seong mà hãy cố gắng để sống tiếp. Con đã nghe rõ chưa? Vâng mẹ, con sẽ cố gắng để sống tiếp. Con bảo đảm mình sẽ sống tiếp mà. Mà Ji-hun ở bên ngoài cũng đã nghe được cuộc nói chuyện của Hye-su và mẹ chồng. Khoảnh khắc này anh cảm nhận được sự bất lực mà từ trước đến nay mình chưa từng trải qua. Thiếu gia nhà tài phiệt vốn khô khan mà nay đột nhiên lại xuất chiêu. Anh chuẩn bị một buổi lễ cầu hôn lãng mạn.
Anh muốn tạo bất ngờ cho Hye-su, người con gái mà anh yêu, cộng thêm sự giúp đỡ của giám đốc Park. Anh tin rằng mình nhất định có được sự đồng ý của Hye-su. Hiện giờ tất cả mọi chuyện đã hoàn thành, chỉ còn thiếu mỗi nữ chính mà thôi. Ji-hoon nhắn tin cho Hye-su, lừa cô tới nhà mới của họ để xem bộ sofa mà anh mới mua. Hye-su lập tức tới đó sau khi nói chuyện qua loa với bạn thân. Cô vui vẻ mà đi tới ngôi nhà mới của họ cách đó không xa. Vừa mới đi được mấy bước thì Ji-hoon lại nhắn tin giục cô mau đến. Biết được Hye-su đang trên đường tới, Ji-hoon vừa kích động lại vừa căng thẳng. Mà Hye-su lúc này khi đang đi đường bỗng nhiên dừng bước, điện thoại cũng rơi xuống. Cùng lúc đó quả bóng mà Eun Se-young tung lên vừa hay lại rơi trúng vào chỗ nến mà nổ tung, tiếng bóng bay nổ vang khắp căn phòng. Ji-hoon dường như cảm nhận được một sự cảm không lành, chờ đợi mãi không thấy bóng dáng của Hye-su đâu. Anh lo lắng cô sẽ xảy ra chuyện nên đã quyết định chạy ra ngoài để kiếm cô. Nhưng khi Ji-hoon vừa mới bước ra cửa thì nhận được điện thoại của bạn thân Hye-su. Sau khi biết tin Hye-su bị ngất đã được đưa vào bệnh viện, Ji-hoon vội vàng chạy tới bệnh viện. Mà cô bạn thân lúc này đã nước mắt lưng tròng, lúc này bác sĩ đi tới để thông báo với Ji-hoon. Bởi vì phần u não của Hye-su đã sưng lên dẫn đến việc tăng áp lực cho não bộ. Trước mắt cần nhanh chóng làm phẫu thuật để rút phần nước đọng bên trong não của cô. Sau khi biết được tình hình của Hye-su đang rất không khả quan, thậm chí trong lúc làm phẫu thuật rất có khả năng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Người bạn thân ở bên cạnh vô cùng hoảng loạn, còn Ji-hoon ở bên cạnh thì như chết lặng. Chỉ có thể âm thầm mà cầu xin ông trời đừng mang Hye-su đi. Ca phẫu thuật đã diễn ra được mấy tiếng đồng hồ rồi. Bạn thân đưa Eun Se-young tới bệnh viện, mọi người đều lo lắng chờ đợi kết quả. Bỗng nhiên chiếc đèn thông báo ca phẫu thuật đã kết thúc sáng lên. Trái tim Ji-hoon như bị bóp nghẹt, anh ấy lo lắng tình huống xấu nhất sẽ xảy ra. Anh vội vàng bảo cô bạn thân hãy đưa Eun Se-young về nhà trước. Chính vào lúc này bác sĩ đã đi ra. Hye-su còn sống không? Vâng, đã qua giai đoạn nguy hiểm đó rồi. Sau khi nghe được lời này của bác sĩ, tất cả mọi người mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Ji-hoon cúi thấp người để bày tỏ lòng biết ơn với bác sĩ. Nhìn thấy Hye-su hôn mê nằm đó, trái tim của Ji-hoon như quặn thắt lại. Nước mắt của anh nhẹ nhàng rơi xuống bàn tay nhỏ bé của cô. Anh nắm chặt lấy cánh tay của Hye-su, như muốn truyền cho cô chút năng lượng để Hye-su mau chóng khỏe lại. Nhìn thấy cảnh này, bạn thân vui mừng thay cho Hye-su, bởi vì cô thực sự đã gặp được một người đàn ông yêu thương cô hết lòng. Sau một thời gian nghỉ ngơi ở bệnh viện, Hye-su cuối cùng đã có thể xuất viện. Cô đeo lên bộ tóc giả mà bạn thân đã chuẩn bị cho mình, chờ đợi Ji-hoon tới đón mình. Mà Ji-hoon vừa tới bệnh viện thì liền gặp được bác sĩ. Bác sĩ dặn dò Ji-hoon nhất định phải chăm sóc thật tốt cho Hye-su. Nếu như u não tiếp tục phát triển chèn vào dây thần kinh, thì Hye-su rất có khả năng sẽ mất đi sự minh mẫn và cảm giác cũng bị tê liệt. Ji-hoon vui vẻ mà đưa Hye-su về nhà. Giám đốc Park và Eun Se-young đã trang trí nhà để chào đón Hye-su về nhà. Bạn thân không muốn làm bóng đèn, rồi cô kéo theo giám đốc Park rời đi. Hye-su nhìn thấy Ji-hoon tận tâm vì mình mà chuẩn bị những thứ này, cô vừa cảm động lại vừa hạnh phúc. Cô ước thời gian có thể mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc này thì tốt biết bao. Sau khi đợi Eun Se-young ngủ say, hai người họ cuối cùng cũng có thời gian riêng tư dành cho nhau. Bỗng nhiên Ji-hoon nói mình phải rời đi. Hye-su bỗng cảm thấy vô cùng thất vọng, nhưng Ji-hoon lại bất ngờ xuất hiện từ phía sau rồi bế bổng Hye-su lên. Sáng sớm ngày hôm sau, Ji-hoon đưa Eun Se-young ra ngoài vận động, còn Hye-su thì ở nhà chuẩn bị bữa sáng. Có lẽ đây là khoảnh khắc hạnh phúc mà yên bình nhất của gia đình họ. Nhưng bỗng nhiên Hye-su lại cảm thấy mọi vật trước mắt trở nên mơ hồ. Cô biết rõ bản thân mình lại bước vào giai đoạn xuất hiện các triệu chứng mới. Đợi đến khi Ji-hoon và Eun Se-young trở về, cô ấy liền tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra. Vì để Ji-hoon không phải lo lắng cho mình, một nhà ba người vui vẻ thưởng thức bữa sáng mà Hye-su chuẩn bị. Hôm nay là ngày mà Hye-su quay lại nhà hàng để liên hoan cùng với đồng nghiệp. Hye-su đã dậy từ sớm để trang điểm cho bản thân thật xinh đẹp. Ji-hoon nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau, khoảnh khắc này mới hạnh phúc làm sao. Vừa đến trước cửa nhà hàng, Hye-su liền cảm thấy vô cùng mơ hồ. Cô bảo Ji-hoon hãy nắm lấy tay mình. Ji-hoon lo lắng mà nhìn về phía Hye-su. Trong nhà hàng dưới sự hò reo của mọi người, Ji-hoon và Hye-su trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào. Nhưng giây tiếp theo Hye-su suýt chút nữa thì ngất đi. Ji-hoon vội vàng ôm lấy cô để xóa tan đi những cơn đau mà Hye-su phải gánh chịu. Lúc này mọi người đều cảm thấy món canh hôm nay rất mặn, nhưng khi Hye-su thử một miếng thì lại chẳng cảm nhận được mùi vị gì cả. Thế là cô ấy liên tục bỏ muối vào trong bát canh của mình, nhưng vẫn chẳng cảm nhận được mùi vị gì hết. Đầu bếp thấy vậy liền cảm thấy rất kỳ lạ. Anh nếm thử nước canh trong bát của Hye-su, suýt chút nữa thì bị mặn chết. Anh còn đùa rằng có phải Hye-su đang cố ý chọc mình không? Ji-hoon dường như hiểu được tất cả. Anh lén đổi bát canh của mình cho Hye-su. Người bạn ở bên cạnh nếm thử thì liền nói canh của Hye-su thực sự rất nhạt. Hye-su dường như cũng nhận ra được sự bất thường. Cô nhẹ nhàng chấm vào chỗ muối bị văng ra bàn rồi cho vào miệng. Trong chốc lát cô đã nhận ra bản thân mình đã bị mất vị giác. Là một người đầu bếp, cô rất khó có thể chấp nhận được sự thật này. Ji-hoon mặc dù rất đau lòng nhưng chỉ có thể dùng ánh mắt để an ủi cô. Đầu bếp cảm thấy hôm nay Hye-su trông rất lạ, nên đã hỏi có phải cô đã có thai rồi đúng không? Cuối cùng tất cả mọi người đều hò reo, chúc mừng hai người họ sớm sinh quý tử. Nhưng sự thực là Hye-su không chỉ không thể mang thai, mà cô ấy còn đang mắc một căn bệnh yêu não. Hôm nay sau khi xuất viện, mẹ của Ji-hoon lén lút tới nhìn Hye-su từ xa, nhưng lại không tới gặp cô. Bà ấy tìm đến chỗ Ji-hoon để đưa cho anh một phong bao đỏ, làm quà cưới cho con trai và Hye-su. Bà Mi-jan vốn định đi gặp Hye-su nhưng lại sợ cô ấy nhìn thấy mình thì sẽ buồn. Có được lời chúc phúc của mẹ, Ji-hoon vô cùng vui mừng, bà Mi-jan cũng quyết định sẽ rời khỏi đây, để quay về quê sống cùng với anh trai của mình.
Cùng lúc này Eun Seong và mẹ đang vẽ tranh, cô bé muốn mẹ hãy vẽ giúp mình một chiếc vương miện. Hye-su cầm lấy cây bút mà không ngừng run rẩy, vì quá thất vọng mà Hye-su đã đi ra ngoài để giải khuây, nhưng lại nhìn thấy mẹ chồng ôm túi lớn túi bé đến thăm mình. Mẹ chồng mang đến rất nhiều đồ ăn, rồi còn mua đồ ăn vặt cho Eun Seong. Mẹ chồng nắm lấy tay của Hye-su rồi bảo cô sau này hãy coi bà ấy như mẹ ruột của mình. Nghe thấy vậy Hye-su vô cùng cảm động, bà nói bà rất ân hận vì trước đây đã đối xử không tốt với cô. Giờ đây bà muốn bù đắp lại cho Hye-su. Tới tối, Hye-su nói với Eun Seong, sau này nhất định cô bé phải kiên cường, cho dù là mẹ không có ở bên cạnh cũng phải vui vẻ mà sống tiếp. Bỗng nhiên, Hye-su cảm thấy hình ảnh của con gái ở trước mắt bỗng trở nên mơ hồ. Bảo bối xinh đẹp của mẹ, Eun Seong, cho dù mẹ có không nhìn thấy nữa thì mẹ vẫn có thể nhìn thấy con, bởi vì mẹ yêu con cho nên mới nhìn thấy con. Eun Seong đơn thuần cho rằng thị lực của mẹ không được tốt, đeo kính lên là được rồi. Cô bé ngoan ngoãn mà lau nước mắt cho mẹ. Nhìn thấy cảnh tượng này, Hye-su mới đáng thương làm sao. Ông trời quả thực quá tàn nhẫn rồi. Còn Ji-hun thì đang ở bên ngoài tỉ mỉ mà lắp tay vịn cho Hye-su. Ji-hun bật lên bài nhạc mà Hye-su yêu thích, hai người họ ôm lấy nhau rồi nhẹ nhàng khiêu vũ, nhưng nước mắt của Ji-hun cứ không kìm được mà tuôn rơi. Hye-su muốn chạm vào mặt anh, cô sợ rằng sau khi mình mất đi thị giác thì sẽ quên đi anh. Sao anh lại khóc chứ, đừng khóc mà, không phải anh nói là không được khóc sao? Hye-su kiễng chân lên rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán của Ji-hun. Cảm ơn anh, người mà em yêu. Hai người họ thâm tình mà nhìn ngắm đối phương, trong mắt ngập tràn sự luyến tiếc và yêu thương. Sáng sớm ngày hôm sau, Hye-su dậy thật sớm để chuẩn bị đồ ăn. Một nhà ba người cùng nhau tới sở thú, ngắm nhìn một chú gấu trúc đáng yêu, hưởng thụ khoảng thời gian hạnh phúc thuộc về họ. Ai nhìn thấy cảnh này thì đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tôi không biết chúng tôi còn lại bao nhiêu thời gian, có thể là một năm, cũng có thể là một tháng, hoặc là ngày mai sẽ là ngày cuối cùng, nhưng tôi sẽ không tiếc nuối. Cho nên, việc bây giờ mà tôi muốn làm chỉ có một, đó là yêu em. Hye-su à, anh yêu em, anh thực lòng rất yêu em, mỗi một giây một phút. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.